Di Đà Phật. Thưa quý vị, bây giờ xin hỏi quý vị một câu nè. Ai đã từng thất bại trong tình yêu rồi? Ở đây là phải giảng những chủ đề thật hot, thật nóng bỏng, thật đời thường. Ai đâu? Bà Tấn tuổi tiên, có không? Bữa rồi đó ta hỏi ai đã từng yêu bả giơ tay. Ta hỏi ai đang yêu bả cũng giơ tay. Ta hỏi ai sẽ yêu bả cũng giơ tay. Ta đặt bả là bà Tấn tuổi tiên đó. Bây giờ ta hỏi quý vị là ai đã từng thất bại trong tình yêu rồi giơ tay thầy coi. Sao ít vậy? Chứng tỏ là nữ thần tình yêu gõ cửa quý vị phải không? Quý vị không có thất bại phải không? Chúc mừng. Rồi bây giờ ai từng thất bại trong thương trường? Giơ tay lên thầy coi. Sao ít quá vậy ta? Rồi ai từng thất bại trong những mối quan hệ của mình với bạn bè? Ít quá ha, hình như quý vị luôn hạnh phúc, trong đó có thầy. Vừa thất bại trong tình trường, thương trường, bạn bè. Thật sự thầy hỏi quý vị những câu này để gom lại muốn hỏi quý vị một suy nghĩ khác. Đó là có bao giờ quý vị mất niềm tin vào cuộc sống của mình chưa? Trời ơi, nói tới câu này có lìa chia hết. Tại sao? Tại người đó không hiểu em, phải không? Tại người đó phản bội tôi, tại người đó làm khổ tôi, tại vì tôi sinh ra không gặp thời vận, tại đủ thứ hết. Nói chung chẳng tin ai, phải không? Đối với bản thân mình có khi mình cũng không tin được nữa. Thưa quý vị, niềm tin có thể nói nó là một vấn đề rất quan trọng để đem đến sự cân bằng trong tâm lý của mình đối với lại cuộc sống hiện tại. Nếu như chúng ta không ổn định được điều này, chắc chắn đời sống chúng ta sẽ chông chênh. Có khi người ngồi kế bên cạnh mình còn không tin nữa, phải không quý vị? Thì mình còn tin ai? Có khi mình cũng không tin mình. Chính bản thân thầy cũng thấy có khi thầy cũng không có tin mình. Như là thí dụ như mình nói mình sẽ không ngủ, nhưng tự nhiên cũng ngủ. Có khi mình nói mình sẽ không nhận tiền người đó cúng giường, nhưng mà lấy tuốt. Nói đùa thôi, cho thầy biết quý vị sẽ có nhiều bất mãn trong cuộc sống. Cho nên hôm nay thầy muốn thầy trò mình trước những cái lúc mà cảm thấy hụt hẫng trong cái cuộc đời bởi sự phản bội hay đối diện với lại cái sự vô tâm của người khác, hay là chúng ta thất bại một cái vấn đề gì đó mà chúng ta đang đeo đuổi, thì chúng ta suy tư một chút nữa để ổn định tâm lý. Vâng, xin gửi quý vị một chút những suy niệm qua giáo lý của Phật giáo với chủ đề lòng tin. Thưa quý vị, bây giờ nè, quý vị cứ đọc một tờ báo đi, hoặc là quý vị lướt ở trên mạng một vòng khoảng 10 phút thôi. Thầy nghĩ thỉnh thoảng quý vị sẽ bắt gặp được những câu chuyện từ những người bạn trẻ làm những điều gì đó ngoài sự kiểm soát của mình, gây ra những hậu quả không lường, cũng bắt đầu từ niềm tin của mình sụp đổ. Và trong đó niềm tin và tình yêu là quan trọng nhất đối với lại giới trẻ. Yêu người ta, ta không yêu lại, rồi không biết xử lý, rồi bắt đầu cuồng loạn. Cho nên thầy khuyên các bạn trẻ đó, mấy đứa con cứ yêu, cứ tha hồ mà yêu, yêu rồi lại yêu vậy đó. Muốn yêu kiểu nào cũng được, nhưng quan trọng
là phải rút chân ra khỏi tình yêu một cách nhẹ nhàng. Nếu có bản lĩnh thì phải yêu như thế. Còn mà cứ lao đầu vô yêu, nhào vô yêu, yêu tối, mặt tối, mũi không biết đường về thì chết rồi. Mai mốt tình yêu không mỉm cười với mình cũng phải bình thường, mình cũng phải rút chân ra khỏi tình yêu. Được như vậy thì cứ yêu. Phải không quý vị? Phải không con? Yêu chưa? Hả? Đang yêu hả con? Mấy mối rồi? Ta hỏi thiệt á. Khá vậy à, ba mối hả? Trời ơi, thầy già vậy thầy không có một mối tình dắt lỗ tai nữa mà nó ba mối rồi. Cảm ơn con. Qua ba mối là thầy nghĩ con có nhiều kinh nghiệm lắm phải không con? Đừng có biến tình yêu thành hận thù. Đừng biến những người mình từng yêu thương trở thành kẻ đối đầu với mình. Nếu mình làm như thế thì không biết như thế thì đừng có yêu. Vô rừng ở với khỉ đi, để khỏi có ai làm khổ mình. Thì quý vị thấy đó, có những người họ làm cho mình khó chịu lắm. Thầy đơn cử một chuyện thôi. Thầy cho tiền người ta, nhưng một khi thầy phát hiện ra họ không phải là cái người thiệt là khổ sở, mà họ làm những động tác giả để xin cái lòng thương của mình, rồi mình cho xong tới cho mình phát hiện ra, mình thấy cái tự nhiên cái chỗ mình bực bội gì đâu, cho không đúng chỗ, cho không đúng người, chỗ nó dai dứt ngủ không được, mặt mình già vậy mình còn bị lừa. Giống như thầy kể quý vị nghe, thầy gặp cái chị đó, chị dẫn cái bà bác bà mẹ đó sắp đùm ruột ra vô chùa, thầy đi không nổi. Rồi thầy gom hết tiền cho 700 ngàn. Bà nói bà ở miền Tây, thầy còn nhờ thêm cái anh chị kia ở miền Tây chở bà ra đầu đường nữa. Thấy thương quá, chịu không nổi, mấy người đó cũng gom tiền cho. Qua hôm sau thầy đến chùa kia giảng, thầy cũng thấy y chang hai mẹ con đó. Mà đi săn sẵn đùm ruột mất tiêu. Cười ghê hả? Thầy mới nhớ chợt là hồi đó thầy mổ ruột thừa 3 ngày thầy đi còn chưa nổi, đằng này một đùm ruột lòi ra mà đi cái sẵn vậy. Phải không? Trời ơi, té ra ruột heo, nó sẽ thuốc đỏ vô. Thế thôi thì mình dừng lại câu chuyện của ngày hôm qua đi. Thấy hai mẹ con thương quá đằng này không? Còn tò mò đi dòm đi ngó, để thấy người giống người thôi đi. Chỗ còn dòm dòm lên ít chán bà này, bà bằng ba cá bà ba mà xanh dương ngày hôm qua mà cũng đội cái nón lá này. Mà quý vị biết á, thầy đi giảng cái chùa cách chùa thầy 40 cây số chứ bộ gần sao, địa bàn làm ăn của họ rộng vậy đó. Thầy tức, tức xong đã đời về nhà mình lại tức mình. Tức là mình tức cho chuyện họ gạt mình, xong cái mình tức mình, trời ơi, mình đi khờ khảo mình cho người ta xong rồi mình đi tức gì nữa. Phải không quý vị? Cho nên quý vị thấy đó, đọc báo thấy có những giới trẻ cho tiền người ăn xin, rồi sau đó cái gì lò dò đi theo quan sát, thấy họ giả giờ, họ làm cho mình phải thương hại, rồi mình bực mình dai dứt, rồi mình từ đó về sau thiệt giả gì dẹp luôn. Quý vị thấy nguy hiểm không? Tức là một khi mình bị lừa rồi, mình mất niềm tin rồi, dường như một số cánh cửa của lòng từ ái, lòng trắc ẩn của chúng ta nó sẽ khép lại. Cho nên cho dù họ là giả đi chăng nữa, họ cũng đã kích phấn cho được lòng trắc ẩn của chúng ta nó mở cửa. Chúng ta không phải là kẻ lạnh lùng, chúng ta không phải là kẻ tàn nhẫn. Trời, thầy thấy nhiều người lạnh lùng lắm nha quý vị. Rất là lạnh lùng. Có thể họ bị gạt nhiều quá rồi họ lạnh lùng, nhưng mà không nên. Thầy nghĩ không nên. Đâu có sao đâu. Đó. Thì các bạn đó thầy nghĩ không sai. Cái kiểu đi cho xong rồi đi tìm hiểu á, coi người ta như thế nào thì nó không sai. Nhưng mà tốt nhất là mình cho luôn, mà đừng đi tìm hiểu gì nữa hết. Mình tìm hiểu cái mình sẽ bực bội là gì, mình thấy mình cho không đúng người, mình cho không đúng chỗ. Rồi cuộc sống này đó, chúng ta phải hiểu một điều là không phải cái gì nó cũng diễn ra đúng với lại suy nghĩ của mình. Chắc vì suy nghĩ của mình đúng mà mình bắt người ta diễn ra những cái chuyện nó giống như cái suy nghĩ của mình, thì quý vị thấy nó thất bại rồi, phải không? Chưa hẳn suy nghĩ của mình đúng. Một khi mình chưa chứng quả thánh, có nhiều cái thầy thấy mà thầy suy nghĩ nó không đúng, mà lúc đó thầy thấy đúng. Thầy từng kể cho quý vị nghe, có một lần thầy đi về Trà Vinh cách đây 20 mấy năm đó, thầy đi với một thầy bạn đi tới cái chùa đó, xong cái đi qua cái nhà ổng ở gần cái chùa đó chơi. Tự nhiên á, thầy thấy ổng cùng với lại nguyên đám thanh niên xúm lại dây bắt con chồn.
Tại nói ông hai này ông tu hành thì kỳ trời. Thanh niên nó bắt chồn, kể nó bắt một con chồn quang ở trong giường á, ông cũng xúm lại, ông cũng bắt nữa. Trời đất ơi, tu tỉnh gì lạ lùng vậy? Thầy mới nói mình lầm rồi, mình đi với cái ông thầy này người ta chắc nhìn mình cũng làm sao đó. Thầy giận lắm, thầy nghĩ là thầy sẽ không bao giờ chơi với ông nữa. Rồi thầy cũng đứng thầy coi ông bắt kiểu gì. Ông cũng hò, cũng hét, cũng la, ông lối, ông dây là ông lấy cây, ông đập vô bụi. Té ra con trộn chạy ngay ông. Mà đó lại là cửa thoát cho con trộn. Trong muôn vàn cửa tử chỉ có một cửa thoát ở ngay chỗ ông. Lúc mới hiểu ra, thầy mới hiểu ra là ông đứng vô trong đó để mở ra một cánh cửa thoát cho con trộn. Và điều may mắn là đến với con trộn là chạy ngay cái chân ông. Ông hòn hét gì tới con trộn chạy ngay ổng, cái ông đứng ông cười, cái ông bước qua bên cho con trộn chạy. Thầy mới hiểu được cái cảnh đó. Cho nên mình trách làm người vì mình cứ suy nghĩ rằng mình là đúng không à. Tại vì mình thấy cái cảnh rõ ràng nó là nó phản cảm quá, nó bất nhẫn quá. Phải không quý vị? Thanh niên trời ơi, nó hò hét, nó bắt chồn, nó làm thịt, nó nhậu mà. Tự nhiên ông thầy cũng hùng một tay vô đó nữa. Còn ra gì nữa, phải không quý vị? Sai lầm. Cho nên từ đó về sau thầy hiếm khi mà suy xét hay xét nét về ai lắm. Cái suy nghĩ của mình nó sẽ không sai đối với lại mình và đối với lại hoàn cảnh đó, khi mình trong hoàn cảnh đó. Nhưng điều đó chưa hẳn nó sẽ là chân lý và nó phù hợp trong những hoàn cảnh khác và một đối tượng khác. Cho nên chúng ta sẽ đi về đâu nếu mà cái cuộc sống của mình luôn dây quanh bởi những cái sự nghi ngờ? Cái gì chúng ta cũng nghi hết, gặp người nào chúng ta cũng có thể ngờ vực được hết. Thì quý vị nghĩ quý vị có bình yên được không? Không bao giờ bình yên, dù mình biết rằng mình đang ở xung quanh những con người nguy hiểm. Mình không tin họ, mình không tin họ là cái người tốt đối với mình đó. Nhưng mà nếu mà sống như thế, dè dặt như thế, chỉ còn sự nghi ngờ, thì thầy e rằng lòng nhân ái của mình từ từ nó sẽ biến mất. Cái lòng từ ái của con người nó sẽ không có cơ hội để được mở ra khi mà mình nghi ngờ nhiều. Đối lại vấn đề mà chúng ta cư xử bằng ân tình hay là bằng vật chất, tức là mình có chia sẻ với người khác bằng quan tâm của mình, bằng nghĩa tình của mình hoặc là vật chất mình có, thì thầy nghĩ rằng chúng ta phải học thuộc một cái công thức này: bạn cho tức là bạn đang nhận. Mình cho người ta cái lòng nhân ái, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đang nhận lại những cái năng lượng yêu thương, và lòng của mình nó thanh thản. Mình dừng lại ở chỗ đó, mình sẽ bình yên lắm. Mình đừng theo dõi tiếp, mình đừng tìm hiểu tiếp nữa. Đó, nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ đỡ khổ hơn là chúng ta cho rồi chúng ta đi dè dặt, chúng ta đi tìm hiểu. Và tốt nhất mà chúng ta có thời gian là chúng ta nên tìm hiểu trước khi cho. Quý vị đồng ý không? Mình cứ tìm hiểu chứ khéo rồi đó, chúng ta sẽ trở thành cái người mà tiếp tay với những kẻ xấu, mà có một lần thầy đã trình bày cho quý vị rồi đó. Cái nạn chăn dắt trẻ em, quý vị thấy không? Nó bắt cóc con người ta, bắt cóc rồi bẻ tay bẻ chân, nó trở thành tật nguyền. Quý vị nghĩ xem, một đứa mình ngủ mình kê cái tay một đêm thôi, mình đơ cái cổ, đơ cái tay mình mỏi lắm, huống chi nó bẻ lội ngược cái tay của đứa con nít lại, rồi cho mấy cái đứa con nít nhỏ xíu nó uống thuốc ngủ. Nó mới có 3-4 tháng tuổi cho uống thuốc ngủ, cho nên bồng nó phơi nắng nó vẫn ngủ. Thấy tội không? Cho nên chúng ta ẩn của mình nó cũng phải biết mở cửa đúng ở chỗ nào. Có rất nhiều trung tâm xã hội, chúng ta muốn làm chúng ta cứ vô đó chúng là ta làm. Hãy nghĩ xã hội này không bao giờ bỏ rơi những con người đó. Rất nhiều trung tâm. Bây giờ quý vị ngừng lại cho một cái người mà khó khăn ở bên đường, cho xong kèm thêm một lời đề nghị: cô sẽ đưa cháu tới trung tâm, người ta sẽ lo cho cháu. Quý vị sẽ thấy phản ứng của nó như thế nào. Nó chửi là mình đó chứ đừng có nói. Nó bà rảnh quá hả? Thầy từng bị nè chứ ai.
thấy thầy cũng thương, thầy cũng tội nghiệp, trời nó đen thui mũi giải lòng thòng, hai ba đứa chạy nó nói tiếng gì thầy không biết. Thầy nói là con cho con tiền nè, để thầy giờ thầy giúp cho con, đưa con vô trung tâm con đi học nha con. Không, ban đầu thì nó không biết tiếng Việt Nam, nó nói tiếng gì đâu không thầy nghe không được, tới chừng thầy nói cái nó không nó biết nói nhanh dễ sợ. Thầy cũng tức, thầy tức là trời ơi sao cuộc đời này có nhiều đứa nó gian quá, mà nó từng tuổi đó cái đầu nó bằng cái hột đậu chứ mấy, phải không, mà nó còn gian mình gian vậy đó, mình còn tức, không lẽ mình rượt thêm nó mình nắm lại phải không. Ê thằng kia, mà đâu có làm chuyện đó được. Nó không xong rồi đó, thầy lại đi tiếp, thầy đi theo nó đi theo nó. Thì có những người lớn đứng sau lưng nó, thầy nói thầy muốn giúp mấy đứa nhỏ này. Cái bà đó mới đứng mới nhìn này, mà nhìn này mà mặt thầy ghê vậy, bà ấy giúp cái gì? Thầy nói thầy muốn giúp nó suốt cuộc đời này nó có công ăn việc làm ổn định và học hành, thầy muốn đưa nó vô các trung tâm. Rảnh ha, nhếch cái miệng lên mà nói rảnh ha, thầy nói rảnh mới đứng đây nè, đứng đây để chờ lấy tiền của mấy đứa nhỏ, thầy đâu có hiện. Thầy nói thầy rảnh thầy mới đứng đây để thầy chờ thầy lấy tiền của mấy đứa nhỏ đó. Hứ một cái quay lưng đi đó, quý vị thấy không? Tại vì thầy nghe nhiều về cái chuyện chăn dắt, thầy muốn thực nghiệm, thầy muốn biết coi nó thật tới mức nào, nó bao nhiêu thì đúng đó, quý vị. Thầy làm hai lần y chang, thầy cho thôi nha, mà tìm hiểu thêm nữa là có người xuất hiện liền tức khắc. Cho nên quý vị thấy không, một là cho, hai là thôi. Hãy mà cho đứt đuôi, coi như không dính líu nữa, không cần gì nữa, thì lòng mình nó mới bình yên. Còn mà tìm hiểu thêm là mình rất là phiền, đã tốn tiền rồi còn thêm phiền nữa, coi chừng nó mắng mình, coi chừng nó quánh mình nữa, phải không quý vị? Trời ơi, mấy người đó nó dữ lắm, nó thầy gì mà nó còn ăn hiếp, nó huống chi quý vị, phải không? Không phải, ý thầy nói là thầy là đại diện cho tôn giáo. Tức là đối với lại những người đại diện tôn giáo, ít nhất mình cũng phải nể một chút, chứ không phải là thầy hung dữ. Trời ơi, thầy đâu có làm gì đâu, hung dữ, mặt dễ thương vậy mà hung dữ gì, phải không? Đó, quý vị thấy không? Là một cái trắc nghiệm thôi, tự nhiên thầy thấy thầy rất là phiền. Từ đó thầy mới có cái suy nghĩ là thôi, dẹp, cho thôi, không có tính nữa, không có tìm hiểu nữa. Còn muốn chúng ta sẽ tìm hiểu trước khi cho. Để làm gì? Để cho chúng ta đặt niềm tin trên lòng tin căn bản của con người mà xây dựng cuộc sống này. Chứ không, chúng ta không có lòng tin, chúng ta cũng không có cách để mà gieo niềm tin, và chúng ta không có đối tượng để chúng ta gửi lòng tin, niềm tin của mình, thì cuộc sống của mình nó tẻ nhạt lắm quý vị. Sống với chồng cũng không tin chồng, sống với vợ cũng không tin vợ, sống với con cũng không tin con. Mình tin ai? Mình tin ai giờ? Không tin ai hết á. Thôi chết rồi. Nó có cái chị đó, chị đi tới chùa, thầy chào bà đi, nghe cái sột, tới luôn nghe cái sột, sột, sột gì, té ra một chùm chìa khóa. Thầy nói vô tình thôi nghe, trúng ai nấy né. Thầy hỏi làm gì mà xách theo chìa khóa, trời ơi, cái này là bổn mạng, thầy không dám đưa cho ai, không dám giao cho ai. Thầy nói chết thì chắc Nam Mô chìa khóa Phật. Chứ đâu có niệm Nam Mô Di Đà Phật được, chứ có chìa khóa thôi. Cái cà sột kiểu đó sao mà giảng sanh được, phải không quý vị? Cái đâu cũng sắp theo đùm chìa khóa rồi, thôi chết rồi. Chùa thầy không có chìa khóa, trừ két sắt ra. Thầy nói thiệt á, mà có két sắt cũng không biết mở nữa. Quên rồi, quên mật mã rồi. Cho nên để cho vui vậy, để lè cho người ta biết tôi cũng có két sắt. Nói thì cái két sắt đó là kỷ niệm đó quý vị, của sư ông cách đây 30 năm giữ tiền cho ban kiến thiết đại Tòng Lâm đó. Ông giữ tiền các thầy mới tin, còn người khác giữ tiền các thầy không tin. Tại sư ông mà nó là giữ tiền, xin lỗi, lấy đồng cũng khó lắm mà nha, chứ không phải dễ đâu. Cho nên là chùa còn giữ lại cái két đó, kỷ niệm của sư ông lúc mà làm việc làm ban kiến thiết đại Tòng Lâm vào năm 1990 đó. Năm 80 mấy tới năm 90, cho tới năm 95 sao ông mới nghỉ làm, mà cũng còn giữ két sắt.
Lúc đó rồi, lúc xe ông còn khỏe đó, xe ông lấy chìa khóa kêu mật mã mở ra chọn một đống tiền lẻ, dây ngàn hai ngàn mà tiền rách không xài được, tiền rách không mà chứ không phải tiền mới nữa, bây giờ vẫn còn giữ làm kỷ niệm đó, tiền của sư ông gọi là tiền nái đó, tức là giữ tiền đó nó sẽ đẻ ra tiền con, ta gọi là tiền nái. Bây giờ có nghe vụ tiền nái chưa? Ví dụ như mua một chiếc xe, cái mình làm ăn thời gian khá, cái mua được thêm hai chiếc ba chiếc xe tải xe trái đất nữa, ta kêu xe đó xe nái, cho dù nó cũ nó hư người ta cũng giữ lại được. Quý vị không biết cái vụ tiền nái xe nái hả? Trời, cái đó là ngôn ngữ dân gian của người làm ăn mà. Quý vị đi làm ăn mà không biết à? Trời ơi, thầy không có làm, thầy chỉ có ăn không, thầy còn biết. Hãy cho thì chúng ta đặt niềm tin, chúng ta phải có lòng tin. Nếu không tin, thầy nghĩ tốt nhất thầy trò mình dừng lại vấn đề cho, nhất là từ thiện á. Ở đây thầy muốn nói về từ thiện, tại vì mình cho người khác nó là một dạng từ thiện, tức là làm việc thiện xuất phát từ lòng từ bi của chúng ta, gọi là từ thiện. Từ thiện là như vậy đó, tức là mình làm những việc nghĩa, làm những việc thiện. Việc thiện là việc tốt nha, chứ không phải là việc thiện là cái việc mà thánh thiện gì ghê gớm, một việc tốt thôi. Thí dụ như mình muốn dắt một cái người qua đường, hay là chúng ta muốn cho người đó trú lại qua đêm, cái đó cũng là từ thiện. Mà bây giờ là không dám đâu, xin lỗi, cho nó quá gian, nó lụi luôn, nó giật xe mình, đâu dám. Thầy thấy có một mấy chiếc xe đó, thầy đi qua Trung Quốc, thầy thấy mấy chiếc xe taxi là nó ràng lại kín mít à, cái chỗ tài xế đó là giống như cái lồng ở tù luôn vậy. Bảo vệ tài xế, tại vì đưa dao nó cắt cổ tài xế hoài, lấy xe thì không lấy được, lấy một chút tiền thôi, xì ke mà. Tội nghiệp, vậy mà cũng có nhiều cô đi lái taxi. Cho nên khi chúng ta mà không có niềm tin thì tốt nhất chúng ta tạm dừng lại cái vấn đề từ thiện, để hạn chế những sai sót khi lòng tin của chúng ta đặt không đúng chỗ. Tại một lần sai sót chúng ta bực bội mấy ngày, bực lắm. Thưa quý vị, cái này thầy nói nó cũng có phần chủ quan. Tại vì đối với lại những người mà phát tâm Bồ Tát, người ta sẽ bố thí không phân biệt, người ta đạt được cái trình độ gọi là ba la mật trên cái hạnh bố thí. Nhưng mà còn đối với là bản thân thầy nghĩ thầy chưa có đạt được cái trình độ đó, cho nên thầy xin phép được trình bày những cái khúc mắc ở trong lòng của mình khi mà mình cảm thấy mình bị lừa, tức là gọi là sai sót đi, mình nói sai sót đi, tức là cái lòng tin của mình đặt không đúng chỗ. Cho nên để hạn chế cái sai sót đó thì trước khi chúng ta cho, chúng ta cần có một cái nhận định về tốt, về xấu, về đúng, về sai, về cái đối tượng nào đó. Và khi cho thì chúng ta nên tin cái điều mình có thể sẽ tạo ra một cái thay đổi mới cho cái người đó, cho cái cuộc sống của họ. Họ đang vấp phải những cái khó khăn, những cái gian khổ, và có những thay đổi đó, đổi đó tuy nó nhỏ thiệt, nhưng mà có thể chúng ta sẽ không suy lường được những thay đổi nhỏ đó sẽ làm nên cuộc đời của họ. Giống như thầy kể cho quý vị nghe, có cách đây 3 năm có một cái em nó tới chùa, nó cúng dường 20 triệu. Thầy mới hỏi sao cúng dường nhiều vậy con? Nó nói bộ thầy quên con rồi hả? Thầy nói thầy chưa gặp con mà nhớ gì. Nó nói có, thầy có gặp con một lần lúc 1 giờ sáng. Thầy nói ban đêm thầy đi đâu mà thầy gặp con? Mà nói nghe ghê vậy. Nó nói thầy quên rồi đó, con đi ăn trộm trong chùa thầy. Nó mới kể ra thầy mới nhớ, tức là nó vô chùa nó ăn cắp cái chuông. Thầy bữa đó thầy không có ngủ được, thầy lên thầy ngồi ở trên cái ghế đó. Ngồi cái ghế đó thầy cũng mệt quá, cái thầy tới cái chỗ cái bàn thờ, thầy nằm ở sau cái bàn thờ, nó tới nó lấy cái chuông ngay cái đó. Thầy nghe thầy ngồi dậy, nó vừa bưng lên thì nó để xuống. Nó để xuống liền, nó hết hồn. Tức ăn trộm nó cũng giật mình, quý vị biết không? Tại thầy ngồi trong cái góc mà cách nó có 2 mét à, cái nó bỏ cái chuông xuống liền. Thế à, để nhẹ chứ bể đờ nè mày. Tại nó để cũng mạnh á, cái nó quýnh quán, nó giật mình, nó cũng không biết đường chạy. Nó giống như nó hốt quảng, nó giật mình, mà thầy nghĩ nó sợ ma hay là nó sợ thần thánh gì không biết nữa. Đó, cái thầy mới bước ra, mà nó bự hơn thầy ghê lắm nha, nó bự con lắm mà. Cái thầy nói lại lên kia ngồi đi con. Thầy không hiểu sao thầy kêu ngồi, cái nó ngồi liền.
nó cũng ngồi, nó sợ thầy chết chứ nó sợ gì thầy. Thầy như con nhái à, tụi nó cao hơn thước tám mấy, nó cao hơn thầy một cái đầu mà nó bự ghê lắm, mà bận đồ đen nữa. Có gì biết không, còn thầy bận bộ đồ lam, thầy đứng lên thì để xuống cái nó tưởng nó bóng ma xuất hiện hay sao. Tại thầy bận đồ trắng, lam lam trong buổi tối nó trắng. Thầy nghĩ chắc nó sợ ma. Thầy nói lên ghế ngồi đi. Thầy cũng ngồi, không có đèn, có cái đèn dầu cho bàn thờ le lét thôi. Cái thầy nói con thiếu thốn cái gì con nói thầy nghe coi. Cái nó im lặng không nói. Thầy nói bây giờ nói không? Ta hỏi thì phải nói. Ta không hỏi là mày tới số mày đó nha. Con biết 72 tuyệt kỹ thiếu lâm chưa con? Mình phải nói nửa đùa nửa đùa chứ thực sự trong bụng thầy cũng sợ gần chết. Nó mà sáng thẹn tay thầy nằm bẹp chứ sao? Phải không quý vị? Thầy làm cứng rắn vậy đó, thầy nói, hỏi thì phải nói liền, bây giờ mình đang khó khăn cái gì nói nghe coi. Mà nó rụt rè cái kiểu gì đó, nó nói nhí, nó con khổ lắm, nhà con nghèo lắm, mẹ con bệnh sắp chết rồi. Đại khái là cái ý là mẹ nó sắp chết mà nó không biết phải làm sao, cho nên là nó phải đi ăn cắp như vậy. Thầy nói thiếu thì cứ gặp mấy thầy, nói với các thầy, xin các thầy, không có nhiều thì có ít, chứ tại sao mà phải đi ăn cắp như vậy. Đó, bây giờ cần nhiêu tiền? Nó nói cần 500 ngàn để đưa mẹ nó đi nhà thương. Tại vì mẹ nó sốt mấy ngày rồi. Thầy hào phóng với sợ cho mày luôn 1 triệu. Thầy nói ngồi đó đi. Mày ngồi đây nha. Ta đi cho mày tiền, cho mày luôn 1 triệu. Mà ta nói mày trước là ta kêu công an rồi đó. Mày mà chạy là mày không có chạy khỏi đâu. Thầy nói với thầy có kêu công an đâu. Nó cũng kiên nhẫn. Thầy để vô thầy phải gom hết tiền ra. Được 1 triệu mốt. Tiền lẻ không? Thầy đem ra, thầy cho nó luôn 1 triệu mốt. Quý vị coi đó. Thầy gan dễ sợ. Thầy nói đây nè, thầy lục cũng lâu lắm, quý vị cũng cỡ 10 phút. Thầy gom hết ra, thầy còn đếm cho nó nữa. Đếm cho nó coi, thầy nó cầm về đi. Đưa mẹ con đi, chị bệnh uống thuốc đi. Cái này thầy cho con đó. Đừng có đi ăn cắp nữa. Thiếu thì cứ vô đây xin mấy thầy có mấy thầy cho hết á, cho theo khả năng của mình. Nó cảm ơn rối rít thì chạy đi biến nó mất tiêu. Tự nhiên bây giờ trở lại cúng 20 triệu. Thầy hỏi chứ mấy năm qua con làm gì? Nó nói con đưa mẹ con đi bệnh viện, là sau đó mẹ con xuất viện là con còn dư được 200 ngàn. Cái con đi bán vé số. Còn bán vé số con thấy không khá, con đổi qua con bán ve chai. Bán ve chai cái nó con bán được lắm thầy. Tại vì con khỏe đó, con vác được đồ nặng này kia, con mua được nhiều. Nhiều khi mua có 10 ngàn, bán 70-80 ngàn. Nó cũng kể thiệt. Rồi nó bán ve chai được 2 năm rồi. Cái ông chủ dựa đó thương nó, đã cho nó vô làm quản lý phụ với ổng cái dựa đó. Rồi làm rồi ăn chia, rồi ổng già, ổng bệnh, rồi vợ con ổng cũng không ai chịu làm. Rồi bây giờ coi như nó làm ông chủ dựa ve chai hờ. Bây giờ con dư được gần 100 triệu. 4 năm dư được 100 triệu. Thầy nói vậy mày cúng tao có 20 ít quá vậy. Kể quý vị nghe một câu chuyện vui thôi. Nhưng mà đó là thực tế ngay nơi viện chuyên tu của mình. Lúc mà mới dời viện tu về được mấy năm đó. Viện tu mà lúc mới mở những khóa tu, mấy vị mà tu lần đầu tiên đó, biết viện tu nó còn khó khăn, thiếu thốn đủ thứ hết. Phật tử đi tới tu còn xách theo bắp cải, xách theo su, hào, cà rốt rồi mà. Thời đó nó nghèo ghê vậy đó. Còn bây giờ là học sòn mà đông bằng lon sữa bò. Thì quý vị thấy không? Cái này thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện rằng khi mà mình tin nó thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy rất là bình yên. Mặc dù nó là một đối tượng không được tốt. Ai đi tin thẳng trộm. Phải không quý vị? Nhưng mà thầy nghĩ bây giờ mình kêu công an bắt nó thì nó chưa chắc nó bỏ được cái tánh ăn cắp nó. Chưa chắc nó bỏ đâu. Pháp luật sẽ trừng trị nó, trừng trị thích đáng. Nhưng mà liệu nó có bỏ được không? Thầy cũng cứ nghĩ là bần cùng sanh đạo tặc. Có những khi mình cũng khó khăn. Tại thầy trong bóng tối mà thầy thấy nó, thầy đốt đèn lên. Thầy đốt đèn dầu nha, đốt cái chế thẻ bật đèn điện nữa. Thầy sợ mấy chú thấy. Thầy nhìn thấy mặt mày nó cũng sáng láng đó. Thầy nghĩ chắc nó cũng túng quẫn cũng thật. Mà tại vì thầy có một cái trực giác là thầy biểu nó ngồi, thầy biểu nó đứng.
thầy nghĩ nó cũng hiền, đại khái là nó cũng hiền, dễ sai dễ biểu chứ không phải là cái kẻ gian manh, tức là anh hùng gặp cơn lỡ giận vậy thôi chứ không phải cái gì. Mình thì biết đâu trong cuộc đời mình sẽ gặp lại nó, cho nên thầy có cái trực giác là thầy biểu nó để cái chuông xuống, cái nó để chuông xuống liền à. Nó là thầy thấy nó nghe lời thầy, thấy không, thầy nói nó ê để nhẹ nhẹ chứ để mạnh bể đền nha mày. Cái nó đứng chần chần nữa, nó không biết đường chạy, thầy kêu lại ghế ngồi, có nó cũng thấy ghế ngồi, thầy kêu nó đợi thầy 5 phút, nó cũng đợi 5 phút. Thầy có cái cảm giác là nó là người thiệt, cho nên thầy không có cần phải suy nghĩ nhiều để giúp nó. Cho nên những trường hợp này là những trường hợp hiếm thôi, chứ không phải là ai cũng tốt và ai cũng có thể làm cho mình có thể tin tưởng hoàn toàn. Có khi mình sẵn sàng cho họ chia sẻ nhưng mà tin chắc không tin, phải không quý vị? Mình có thể mình cho nó nhiều thứ nữa nhưng mà kêu tin nó là không tin đâu, thôi trời ơi mày, nhìn mày không có tin, không tin được. Thì quý vị nghĩ xem, một vài lần sai sót khi niềm tin đặt không đúng chỗ, không đúng đối tượng, có thể những cánh cửa từ ái của chúng ta nó khép lại. Quý vị cứ tìm hiểu đi, nó tốt hay nó xấu, nó đúng hay nó sai, nó thật hay nó giả, tìm hiểu xong rồi chúng ta cứ cho. Biết đâu cái sự mở lòng của chúng ta hôm nay sẽ mở ra một sự thay đổi mới cho cuộc sống của người đối diện chúng ta, và ít nhất mở ra sự thay đổi trong tâm của mình. Chúng ta không phiền, chúng ta không khổ sở gì nữa hết á. Làm từ thiện tức là làm cho mình, cho mình sự thương yêu, cho mình lòng trắc ẩn. Quý vị đừng nghĩ mình cho người ta là mình cho đâu nha. Thực ra mình làm từ thiện có nghĩa rằng chúng ta đang cho mình một cái việc thiện và cần phải làm, tức là công đức của mình phát sinh thôi. Lòng trắc ẩn của chúng ta mở ra cũng có nghĩa rằng chúng ta đang cho phép mình vung xới lòng trắc ẩn, có nghĩa rằng chúng ta là người biết cảm thông, biết suy nghĩ và biết yêu thương, sẵn sàng chia sẻ với người khác. Đó là mình cho người khác chứ. Đó. Chứ không phải là cá tính của mình hào sảng, họ làm gì mặc kệ, mình cứ tin là họ làm đúng thì mình sẽ ăn ngon ngủ yên. Nhiều khi mình không cần phải lý tưởng quá vấn đề này, chúng ta chỉ tạm dừng lại thôi. Hễ cho được có nghĩa rằng chúng ta đang nuôi lớn cái từ thiện ở trong tâm mình và lòng trắc ẩn của mình. Và đó là cái việc tốt, việc tốt của mình thôi, không có gì mất mát hết. Giọt mưa nó rơi xuống, mặc dù nó tan nhanh ở trong đất cát, nhưng nó đổi lại nhiệt độ sẽ dịu hơn, và cây nó sẽ hút được cái nước đó, chứ không phải nước tan mất rồi không còn nữa quý vị. Cho nên thầy nghĩ lòng tin rất là quan trọng và rất cần thiết trong đời sống của chúng ta. Mình không có lòng tin dường như chúng ta sẽ không làm được gì. Chắc chắn mình tin cái trường đó cho nên mình mới sẵn sàng đưa con mình tới đó học. Mình tin cái vị giáo viên đó, cái đối tác đó thì chúng ta mới có thể làm việc chung với họ được, hay là chúng ta đàm phán với họ được. Bạn bè cũng thế. Và điều quan trọng nhất đó là hôn nhân. Đây là vấn đề nóng bỏng nhất, hôn nhân và niềm tin. Quý vị có cảm thấy hôn nhân chúng ta sụp sịch trong trên khi niềm tin nó bị đánh mất, phải không quý vị? Tất cả những cuộc hôn nhân nào nó có vấn đề xảy ra đều bắt đầu từ niềm tin nó sụp đổ. Chọn vợ chọn chồng thì cứ chọn đi, cứ tìm hiểu đi, rồi hãy cưới. Cưới rồi phải tin nhau. Mình tin tuyệt đối khi sống chung với nhau, kiểu giống như người ta quảng cáo 2 trong 1. Trời, nói thế cho nên mới giống ngôn ngữ hiện đại, phải không quý vị? Trời, thầy thấy có nhiều người họ tin nhau ghê lắm. Tới chùa thầy hai vợ chồng bận đồ giống nhau như con bà Phước vậy. Trời, nói thấy ghê quá. Tiên bận 2 cái áo thun cũng giống nhau, rồi nghe bận 2 cái quần cũng giống nhau, đội 2 cái nón cũng giống nhau. Rồi thầy nói coi một số thứ sao không cho nó giống luôn đi. Gì cười, đâu có cần thiết phải như vậy, phải không quý vị? Sao vài bữa cái tự nhiên cái không mặc đồ giống nhau nữa, rồi cái chồng đi riêng, vợ đi riêng, rồi thời gian nữa rồi sẽ biến mất luôn. Té ra 2 người chia tay. Rồi lúc đầu, ngày đầu mình có nhau như là bài tình ca vậy, ngọt ngào dễ sợ. Mặc áo giống nhau, mang dép giống nhau, thậm chí đeo chuỗi cũng giống nhau. Đó, ghê vậy đó. Rồi xong rồi mình chia tay thì nghe sỉ vả với nhau. Cho nên
thầy nghĩ vợ với chồng mà không tin nhau, có nhiều cảnh kỳ quá, thậm thà thậm thục, tiền bên nội tiền bên ngoại, tiền đỏ tiền đen, rồi thầy cảm thấy có nhiều chuyện nó còn kỳ nữa, trốn vô nhà tắm nhắn tin, rồi đợi chồng hay vợ đi làm việc cái chạy lên chết meo, rồi mở tin nhắn ra coi làm cái ghê hả, làm gì kỳ vậy. Thầy không có nghĩ là trên cuộc đời này có những chuyện như vậy mà nó vẫn có xảy ra, phải không quý vị? Đừng tưởng trong chùa thầy không biết gì nha, thầy biết nhiều thứ lắm đó. Đó, chính cái chị đó, chị tới chị nói với thầy đó, chị nói bây giờ chị không dừng lại được, bây giờ chỉ cho chị cách nào, chị đã sai rồi, mà tại sao chị không dừng lại được một khi người bạn trai cũ nhắn tin hay gọi điện cho chị. Cho nên chồng đi làm là chị lập tức chị mở mail ra liền, chị coi, hoặc là đem tin nhắn ra coi. Thầy nói sống gì có khổ không con? Chị nói khổ, con biết con khổ, và con biết cây kim trong túi áo thế nào nó cũng sẽ lòi ra, chỉ có sớm và muộn thôi. Nhưng mà con không hiểu tại sao con không dừng được khi mà anh ấy nhắn tin cho con. Thầy nói đơn giản thôi, tại vì anh ấy có những thứ mà chồng con không có. Con không chấp nhận được cuộc sống hiện tại, con còn vấn vương tình xưa. Thôi thì hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp, mình cũng thương người ta, nhưng mình nên phải giữ cái khoảng cách, để giữ cái nhân cách của mình. Giữ khoảng cách tức là đang vung xới nhân cách của mình, còn nuôi con, còn dạy con nữa con à. Mà thầy thấy nhiều người rất là lạ quý vị, là Phật tử đó, là Phật tử đó, giống như sáng sớm mà hôm thứ hai rồi đó, tự nhiên trời ơi, mới sáng sớm thầy mới vô phòng dịch thuật làm việc, thầy cũng gọi điện mà nói con kiếm thầy 40-50 lần rồi mới gặp thầy, bây giờ thầy dạy con. Té ra bà ngoại tình, mà bây giờ bà nói bà không dừng lại được, bây giờ chỉ cho bà cách tu nào cho bà dừng lại ngoại tình. Trời đó, cơ thầy không có kinh nghiệm. Thầy nói hỏi lộn địa chỉ rồi con. Nó nói không, con tin thầy. Bây giờ con phải làm sao? Thầy nói bây giờ nếu mà con thật sự con yêu chồng con đó, có yêu không? Nó có. Thầy hỏi nhưng mà con có yêu anh ấy không? Cũng có. Đâu có, vừa yêu chồng vừa yêu người tình. Thầy nói tham lam lắm con, nắm một thôi, nắm hai con sẽ mất tất cả. Nó con biết thế nào con cũng sẽ tan nát hết. Nhưng bây giờ làm sao? Thầy nói bây giờ bỏ điện thoại. Bỏ luôn điện thoại, bỏ luôn số điện thoại, không xài điện thoại một thời gian nữa. Đó. Thầy hỏi làm nghề gì? Nó làm nail. Thầy nói vậy thì cứ làm đi, đừng có xài điện thoại nữa. Dặn chồng cứ ngày đưa mình đi làm rồi đón mình về vậy thôi. Thời gian thử coi làm sao. Thế giờ thầy biết xuống làm sao giờ? Cô đó cô cũng nói con tụng chú Đại Bi rồi nhưng mà con cũng hẹn hò. Tu hành gì lạ vậy quý vị? Chứng tỏ là đâu có tu, thấy không? Mà đi chùa là một cái bình phong, tụng chú Đại Bi cũng là một cái bình phong, có tội nghiệp cho Đại Bi thần chú không? Đại Bi thần chú chẳng qua là cái gia trì lực cho mình hướng thiện, và mình phải nỗ lực để bỏ cái xấu đi. Đằng này trời, tụng chú Đại Bi mà tụng thì cứ tụng, mà ngoại tình thì cứ ngoại tình, thì thôi khỏi tụng đi con. Mà thầy, mà quý vị biết không, thầy rất là khó chịu với cái cô đó. Cô nói chuyện mà cứ vòng, cuối cùng là cô vẫn yêu người, cái người đàn ông đó. Thầy nói con ơi, một là thôi con bỏ gia đình, con cuốn gói con theo trai đi. Thầy tức tới mức thầy nói vậy đó. Thầy nói mà thầy Trang ngồi kế bên, thầy nói chi lạ rứa anh, sao mà xuống người ta đi theo trai ấy? Thầy làm gì, thầy ngồi, thầy Nguyễn Trang ngồi kế bên, thầy nói chi lạ rứa anh, sao mà sáng sớm rồi xuống người ta theo trai rồi. Thầy phải bật cái điện thoại là thầy nó muốn điên với cái con nhỏ này quá. Cứ vòng vòng, mà thầy nói bây giờ con nỗ lực, con cứ bỏ điện thoại đi, để cho anh ấy đừng liên lạc với con. Con phải làm cái điều đó. Và cái thứ hai nữa, con dành hết thời gian dành cho chồng, cho con, rồi con dành thời gian để tụng kinh niệm Phật. Con nói thầy nghe là con đã tụng chú Đại Bi, thầy không có tin con đâu. Con tụng có 1 biến 5 phút thôi, còn con dành 5 tiếng đồng hồ cho thằng quỷ kia. Tức là thời gian để ngoại tình nhiều quá. Bây giờ con bớt lại, dành thời gian để chăm sóc cho chồng, cho con, cho gia đình. Thì tự nhiên nó lấp đầy cái khoảng không, không còn gì nữa. Chẳng qua có một chút nào đó trong ký ức của mình gợi nhớ, đâu có ai nói gì mình, phải không? Miễn sao mình sống tốt thôi. Đó. Rồi cái cô này lại đưa ra lý do là con vẫn chăm sóc chồng con tốt mà, nhà cửa vẫn sạch sẽ, tươm tất, cơm nước. Thầy nói
Chuyện đó là một chuyện, còn ngoại tình là một chuyện, chứ không thể nào mà cho cái chuyện mà mình chăm sóc chồng con vậy rồi mình có quyền được ngoại tình. Đó, thầy nói vậy rồi chồng con giờ lấy cái lý do đem tiền về cho con rồi có vợ hai vợ ba con cũng đồng ý, nói đâu có sao đâu, ảnh có bạn kể ảnh. Quý vị thấy không, liều chứng tỏ rằng con người ta không còn tàm quý. Bởi Đức Phật dạy chúng ta tàm quý đó là một trong những thiện pháp để giúp chúng ta phát triển hạnh lành. Mình không biết xấu, không biết khổ nữa thì coi như người đó không có còn gì gọi là đạo đức hết. Cho nên nền tảng ở một góc độ nào đó, tàm quý xin lỗi, ở một góc độ nào đó được xem là nền tảng của đạo đức. Nếu không có biết xấu hổ là chúng ta không có tiến thân được, chúng ta không có thể khá được. Vậy đó mà mấy ngày sau cái cô đó gọi điện lại, nói thưa thầy, con qua được rồi, con mừng lắm thầy. Con nghe lời thầy con bỏ điện thoại luôn. Con nói bây giờ con không thích xài điện thoại, nó phiền quá. Nói chồng con đón con đưa con, chồng con cũng nghe lời, cũng đón đưa con. Thầy nói chồng con thương con, vậy còn đổi gì nữa. Không nhận ra được cái tình cảm trong gia đình mà cứ đua đòi với bạn bè chạy theo. Bởi ông bà mà nói không có sai, đố ai nằm giọng không đưa, gặp người tình cũ như mưa trong lòng. Cho nên có nhiều bạn trẻ đi tới chùa thầy, nó nói bây giờ con rất là hoang mang lo lắng, tại vì vợ của con đang có dấu hiệu liên lạc với lại bạn trai cũ. Dân gian hay nói tình cũ không rủ cũng tới, phải không quý vị? Nó giống như các em này, giờ nó có ba mối tình, cho nên mai mốt nó lập gia đình thì vợ nó cũng phải lo về những mối tình ngày xưa ấy. Tốt hết mà mốt không có khai nghe không con, mày khai mày thất bại đó con, mà giấu cũng thất bại hơn nữa. Tốt nhất là không yêu. Giống như bữa hôm thầy nói là yêu nó có nhiều cái lỗ lắm. Thứ nhất là tiền, tốn tiền. Thứ hai là mang bệnh, bệnh truyền nhiễm, lây bệnh, chỗ bệ phóng của virus. Mấy em nó hoang mang trong cuộc sống, nó không tin vợ nó nữa. Chỉ có tình cờ vợ nó cũng thiệt thà nghe điện thoại rồi nói bạn của em hỏi cái anh này hỏi ai nó tên, thì người vợ trước đó cũng từng kể là những mối tình quá khứ, cho nên anh người chồng đâu có đủ bao dung để tha thứ đâu quý vị. Lúc mà chưa cưới thì không sao, chuyện đó đâu có gì đâu à, anh chỉ cần em chân tình với anh đó, đâu cần. Nhưng mà sau khi ở thời gian rồi gặp người bạn cũ không dễ đâu, lòng con người không dễ suy lường. Bản thân ai cũng ích kỷ hết, không ai đủ độ lượng để san sẻ tình yêu của mình cho người khác, phải không? Mặc dù mình có thể cắt nửa vầng trăng để làm con đò nhỏ, nó rảnh vậy đó, cột này nó sẽ làm tám, nó làm đò được mà đó, chứ đừng nó vầng trăng. Vậy đó, khi yêu là nó nói ngọt, nói ngào như thế đó. Đưa tôi về với người tôi yêu mà, cỡ nào cũng vậy hết. Trăng mà đò cắt ra làm thuyền để đi mà, làm đò để đi mà. Nhưng mà về rồi quá khứ không chấp nhận, không chấp nhận cái quá khứ của người bạn đời mình, rồi nghi ngờ. Cho nên thầy mới nói với lại mấy em mà trong cái cuộc sống gia đình còn trẻ, thầy nói con à, nếu mà tin thì con tiếp tục, còn không tin con dừng lại cuộc chơi, để cho nó thanh thản, cho nó thoải mái, chứ tối ngày cứ nghi ngờ hoài đâu có được, phải không? Nó mắc cái gì mà phải giữ quỷ đen quỷ đỏ, rồi thậm thà thậm thục chuyện này chuyện kia ở ngoài hiên nhà, hoặc là trốn trong toilet để mà coi tin nhắn, làm chi kỳ cục vậy? Nó khai với thầy đó, nó vô toilet để coi tin nhắn, tại coi ngoại vợ nó hỏi coi tin nhắn của ai, thầy nó mắc mới gì cứ đưa đó, muốn coi coi đi. Nó nói sao dám đưa được thầy, thầy nó chứng tỏ là con là tiêu rồi, phải không? Con phải làm gì đó, cho nên là vợ con không tin. Thì quý vị thấy đó, không tin với nhau cho nên mới làm những cái chuyện như vậy. Nhiều người vợ không cho chồng đi nhậu, không cho chồng đi massage, đi làm ăn, thì cái này lỗi tại chồng đó. Sống làm sao để vợ mình không tin, nghi ngờ. Nó đã làm gì để cho cô ấy không tin thì anh phải coi lại đó. Còn các cô vợ cũng vậy, đã chấp nhận cho chồng ra ngoài làm ăn thì đừng có kè kè theo giữ. Hỏi quý vị này giữ được không? Mấy bà vợ, xin hỏi các bà vợ, hỡi các bà vợ, các bà có giữ được đấng lang quân của mình chăng? Được không? Đó, vậy mà theo giữ làm gì? Đó, cho nên là thầy nghĩ quý vị à,
đã tin rồi thì cứ chấp nhận cho chồng ra ngoài làm ăn đi, đừng có kè theo giữ. Phải tin chồng mình chứ. Nếu cho rằng ông chồng mình không đủ bản lĩnh đứng trước những cám dỗ thì quý vị giữ được không? Ông đã không có bản lĩnh trước cám dỗ, chúng quý vị giữ kế bên, không phải giữ ông chồng mà gọi là giữ trẻ mình, không phải bà vợ nữa mà mình trở thành babysit, giữ trẻ. Tức là chị trong em á, vú em á, tức là đâu có phải là chăm sóc cho chồng đó mà giữ chồng cái kiểu kè vậy đó. Cho nên mình nghĩ rằng chồng mình không đủ bản lĩnh trước những cám dỗ thì quý vị đã thất vọng nhiều trong cái cuộc sống này. Ngay nơi đó niềm tin quý vị đã không có rồi. Tại vì mình không có tin chồng mình có bản lĩnh, tức là niềm tin mình đã không có rồi. Dường như chúng ta sẽ không làm được gì khi mà chồng mình đi ra ngoài. Chúng ta lo lắng, chúng ta suy nghĩ, chúng ta diễn tưởng thế này thế kia, cuộc sống mình nó mệt ghê lắm. Đó. Mọi thứ trên trái đất này, thầy nghĩ rằng niềm tin là tài sản quan trọng nhất trong cái cuộc sống của mình. Ngoài nhân cách, ngoài trí tuệ, ngoài cái sức khỏe và cái mục đích sống của mình ra, thì cái niềm tin nó chiếm một cái vị trí rất là quan trọng. Mọi thứ khác thì nó nằm bên ngoài thân mình. Nhưng mà cái niềm tin đó, đó là nằm ở trong trong tim của mình, trong suy nghĩ của mình. Nếu mà chúng ta đánh mất niềm tin nữa là chúng ta sẽ có thể có nhiều cơ hội để mất tất cả. Cho nên có nhiều người nói mất tiền không là mất gì hết, mất tình yêu chỉ mất một nửa thôi, còn mất niềm tin là mất cả cuộc đời. Nhiều bạn khởi nghiệp không thành, sau đó là dẹp luôn, không làm nữa. Làm lần đầu tiên thất bại cái là rồi không làm. Ông bà mà nói thua keo này chúng ta bày keo khác, mà làm thất bại rồi thôi. Đó, đã nhận nhân viên vào làm thì chúng ta phải tin họ. Sau thời gian thấy họ thay đổi rồi, với ban đầu rồi bắt đầu chúng ta có nhiều cái kỳ cục lục lọi hộp thư, email, rồi giấy tờ, rồi dòm ngó những quan hệ cá nhân của nhân viên. Cho nên là khiến cho cái người làm cũng ức chế mà mình cũng bị ức chế nữa. Phải không quý vị? Cảm thấy không tin nữa, thôi xách cái thùng giấy tới để trên bàn đó. Nó biết rồi, tự dọn đồ nó nghỉ việc thôi. Phải không quý vị? Đằng này mắc chi đi lục lọi, đi tìm hiểu những mối quan hệ của nó. Sao lúc này tự nhiên tao thấy nó xài nhiều nha. Lương nó nhiều mà nó xài nhiều vậy ta, tiền này ở đâu? Ai cung cấp? Thục két à? Đó. Có quỷ khác à? Rồi bắt đầu điều tra thế này thế kia. Mệt không? Ai trong đây từng làm sếp rồi? Chắc chắn quý vị sẽ mệt. Với những trường hợp này, thầy đảm bảo quý vị, tự tạo áp lực cho mình mà tự gây ức chế cho cái người cộng tác với mình, thì thử hỏi quý vị khổ không? Khổ vô cùng. Đối tác làm ăn cũng vậy. Đã giao dịch thì chúng ta phải tin, kiểm tra đã đời đi, tìm hiểu cho nó tận gốc tận nguồn đi rồi ký hợp đồng. Phải không? Ký rồi thì phải tin nhau. Không tin thì không làm ăn được đâu. Chắc chắn bên mua thì sợ bên bán không giao hàng, hoặc là giao hàng không đúng hợp đồng. Bên bán thì sợ bên mua là không giao tiền đúng hẹn, không thanh toán cho nó đàng hoàng, cuối cùng giao dịch không thành. Làm ăn nhiều khi nó cũng có xác suất 10 lần thành công thì nó cũng có một lần nó trắc trở. Tất cả cũng từ niềm tin. Thì những lần trắc trở, những lần thất bại, nó sẽ nuôi chúng ta thêm lớn kinh nghiệm, giúp cho chúng ta thêm nhiều nghị lực. Một lần mất lòng tin với người khác cũng có nghĩa là một lần chúng ta xác định lại xem lòng tin của mình xây dựng như thế nào. Chúng ta có nhiều cơ hội hơn nữa. Đằng này chúng ta quơ hết, gom lại, dục luôn. Tự mình đóng chết đi cái con đường của mình. Đầu óc chúng ta nên giữ một cách bình yên, phóng khoáng, thì chúng ta mới có thể nuôi lớn được niềm tin. Thay vào đó là thấp thỏm, lo âu, băn khoăn, suy nghĩ, rồi diễn tưởng ra đủ thứ chỉ vì một cái đơn hợp đồng thôi. Mệt không? Tại sao giờ đối tác nó chạy tới mình tốt quá, nó tới mình ở này kia, cái nào điều kiện gì mình đặt ra nó cũng vậy, mình suy nghĩ lại. Phải không quý vị? Có suy nghĩ không? Suy nghĩ chứ sao không suy nghĩ. Chồng mình á, trước là mình nói gần chết luôn, đưa cho mình có nửa tháng lương, tự nhiên bây giờ đưa hết cho mình, mà bỗng dưng quà về đem về tặng vợ liên tục, cái mình suy nghĩ ông này sao tốt kỳ vậy ta, tốt đột ngột vậy ta. Tin không quý vị? Không, thầy cũng không tin. Nhưng mà không tin quý vị làm sao? Ông cũng là ông chồng mình, hiện tại cũng đang đối xử tốt với mình mà, phải không? Đó. Rồi mình đi tìm hiểu coi tại sao ông tốt vậy. Cuối cùng mới phát hiện ra
có lý do mới tốt với mình. Chẳng qua những món quà này, tiền này chỉ là những bay hồ trám lại những lỗ hổng, phải không? Tức là để cho bà vợ này bà khỏi có cằn nhằn, khỏi nói gì nữa, để ông làm những chuyện này chuyện kia cho thoải mái. Một khi mà tốt đột xuất là nó phải có vấn đề. Trừ khi nào lòng trắc ẩn của họ phát sinh, hay là sự hối hận của họ đã tới lúc chín mùi. Mình tin nổi không quý vị? Tin không? Một ông chồng bê tha thiếu trách nhiệm bỗng dưng tốt với mình quá chừng quá đổi, tin liền không quý vị? Cần có thời gian chứ ha. Có thời gian để tôi trắc nghiệm xem anh có thật lòng với tôi không. Đó. Nhưng mà mọi sự tan dở trong hôn nhân, trong tình bạn, trong làm ăn, thầy nghĩ phần nhiều bắt đầu từ niềm tin sụp đổ. Rất nhiều vấn đề mình không tin nữa. Giống như hôm qua có một vị Phật tử gọi điện cho thầy hỏi ý kiến thầy, tức là muốn bán tài sản, tức là bán căn nhà với bán đất. Cái tài sản đó nó trị giá tới 3 tỷ mà bây giờ kêu bán rất là thấp, bán thấp lắm, chừng một nửa giá thôi. Mà hỏi thầy có nên nói thật như vậy là gia cảnh con rất là khó khăn, bây giờ cần tiền cho nên mới bán. Thầy đâu có biết ác giáp vậy, thầy nói luôn, quất luôn một câu trong kinh Bát Nhã, chân thật bất hư. Thầy cứ nói thật đi, mình nói thật cho người ta biết là mình đang khó khăn, mình cần tiền cho nên mình bán nhà. Cái cô đó cũng nói, thầy à, nhiều khi mình thật thà mà nói cho người ta ép giá mình xuống nữa. Thầy nói ai mà tàn nhẫn vậy con, nó trời hoài à, cuộc đời này là vậy, nó mua mình là lúc nào nó cũng ép để nó mua rẻ, còn nó bán là lúc nào cũng ép người ta để nó bán mắc. Thầy hỏi con từng làm hả? Dạ. Thầy nói vậy thì nhân quả thôi, con từng làm rồi, con là gieo nhân rồi, giờ con bị ép lại quả. Cái cô đó con nói thật sự là con rất cần tiền, mà bây giờ con nếu con nói giá nó cao để cho người ta trả xuống bán cho vừa để con không có bị mất nhiều tiền, thì con sợ không bán được. Con rất cần bán ngay giờ, mà con nói thiệt cho họ đó thì họ nắm ngay điểm yếu con là họ ép con xuống nữa. Bây giờ con phải làm sao? Con mới hỏi thầy, thầy nói tiếc là thầy không phải là người chuyên về bất động sản. Thầy không có chuyên về môi giới hay là buôn bán bất động sản, marketing đồ đất xanh đất đỏ đồ này kia đồ, thầy không có biết. Thầy nghĩ là mình chân thật, có sao mình cứ nói vậy đi con, biết đâu người ta là cái người thật lòng, người ta muốn mua thì người ta nghĩ mình vậy cái người ta mua liền chứ gì đâu à. Đó, thầy nói vậy đó. Cái cổ nói để con trả lời người ta coi, chứ con bối rối quá con biết làm sao. Rồi cổ trả lời cho người ta, rồi ngày hôm qua nay chưa thấy trả lời cho thầy. Quý vị thấy, đi buôn bán tới bế tắc cũng đi hỏi ông thầy. Thầy nghĩ thầy cũng nhiều chuyện, thầy không biết cái gì cũng xí cái miệng vô nói. Thầy có biết buôn bán bất động sản gì đâu, tự nhiên người ta hỏi thầy cũng nói. Mà còn lấy kinh Bát Nhã ra, nó chân thật bất hư, cứ nói thiệt đi con. Tới khi mà cái người đó nói thiệt coi chừng nó ép giá, thầy thấy thầy cũng hơi bị hố một chút. Nhưng mà thầy nghĩ mình chân thật, thầy biết đâu cái người kia cũng thật lòng muốn mua. Nó, trong những con người gian dối, biết đâu cũng có những con người nó chân thật. Hễ mình sống chân thật với người ta, mình sẽ yên tâm, thì coi như mình bán mà. Thuận bán vừa mua không được thì thôi. Phải không? Cũng đất của mình, nhà của mình cũng còn nguyên. Chứ chẳng lẽ người ta tới người ta lấy cây cột đi. Thầy nghĩ đơn giản vậy thôi à. Mà không biết sự việc của người ta ra làm sao, tự nhiên thấy cũng lo lo. Mấy đứa con cứ tin đi, sẽ có lúc mình phải trả một cái giá rất đắt cho lòng tin. Nhưng thà như thế vẫn còn hơn, vì người có lòng nghi ngờ thì người đó không có gì cả, cho dù là một sự trải nghiệm nhỏ trong cuộc sống. Chúng ta cứ tin, chúng ta cứ làm. Có khi chúng ta thất bại, nhưng thất bại nó là một bài học sống, nó là một trải nghiệm quý giá cho mình. Còn mình cứ ôm cái nghi ngờ thì mình chẳng được cái gì hết. Bây giờ tuổi trẻ mình có gì? Thầy thấy ở đây là rất nhiều tuổi trẻ nè. Mấy đứa con có tiền bạc gì không? Không. Không. Mấy đứa con có sự nghiệp gì không? Không. Mấy đứa con có tri thức gì nhiều chưa? Cũng chưa. Đó, trải nghiệm cuộc sống cũng ít, kinh nghiệm sống càng ít, địa vị xã hội là con số 0. Như vậy mấy đứa con đang có cái gì? Chỉ có trái tim nữa phải không con? Tại sao cúi đầu? Thầy nói trái tim đây tức là cái niềm tin của mình, chứ không phải là trái tim ấy. Trái tim con cũng không phải của con đâu, con giao cho người ta giữ giùm con rồi.
coi chừng người ta đánh cắp trái tim của con đấy nha. Nó, trời, thầy cũng biết nhiều thứ lắm chứ. Thầy lưu tâm tới các bạn trẻ nè, mấy đứa con thấy đó, chúng ta chỉ có một cái sức trẻ, thì mấy đứa con cần phải có niềm tin để đi vào đời. Nếu không mấy đứa con sẽ không thành công đâu. Tại vì tiền bạc mình cũng chưa có, kinh nghiệm sống cũng chưa có, nghị lực chúng ta cũng còn chưa có chắc nè, địa vị chúng ta cũng không có, tiền lại càng không có nữa, nhưng tình thì bao la. Chỉ có nhiệt tình của tuổi trẻ. Vậy thì hãy nhiệt tình cống hiến đi con, bằng một niềm tin son sắt của mình với người khác. Nhiều khi mình chưa có cống, chưa có hiến gì mà chúng ta đòi đủ thứ hết. Nó hiến có một chút máu à, mà nói gì đưa tôi con hộp sữa với có một chút tiền. Quý vị đã từng đi bán máu chưa? Đi hiến máu chưa? Người ta có thể, một đơn vị máu, quý vị nghĩ giá nhà nước quy định bán ra là bao nhiêu? Ai làm trong ngành y? Một đơn vị máu bán 500 ngàn. Phải không? Nhưng mà để xử lý một đơn vị máu phải bỏ ra 1 triệu đồng. Tức là nhà nước vẫn bù lỗ, Bộ Y tế vẫn bù lỗ cho một đơn vị máu. Khuyến khích mình hiến máu, nhưng mà đâu phải máu ai cũng cho, chợ lỡ sida, xi măng tùm lum rồi sao? Ho lao, ho tổn rồi si viêm gan này người ta phải xử lý cái đơn vị máu đó, rồi bắt đầu người ta mới đem đi cung cấp mới bán lại. Để xử lý được một đơn vị máu đó phải tốn 1 triệu đồng. Tiền kỹ thuật, tiền máy móc, tiền này cái nọ đủ thứ hết, nhưng bán ra có 500 mà. Đó, vậy đó mà hiến máu đó, nói sao tôi có hộp sữa, tôi có ký đường nhá. Phải không? Vậy mà đem máu bán cho bệnh nhân, đã hiến máu cho người ta rồi mà còn nói vậy nữa. Mình cứ cống, cứ hiến đi. Nhiều khi mình cũng cống cho có một chút lương cho trẻ em vùng sâu vùng xa, rồi cái sợ là nó không tới tay con nít. Tổ chức này tôi không tin lắm, trời ơi, tôi đi cho mấy lần tôi thấy mấy bà đeo vàng đầy tay đầy chân vô nhận, còn mấy người nghèo ở ngoài thì không có. Thầy nói thiệt cái lại quý vị, ngay diện chuyên tu thầy nè, ngày xưa đó thầy phát quà 100% là đúng 100%, bây giờ 100% nó phải cho phát sinh ra 150. Nó có cả một tập đoàn ăn theo, không phải là dân địa phương. Cho nên mỗi một lần thầy phát thầy rất là phiền não quý vị. Cho bao nhiêu cũng không đủ hết. Tại vì thầy nghĩ là cho chính quyền địa phương hay thì mình lu bu lắm, thôi mình cho luôn cho rồi. Nhưng mà sau này cho chính quyền địa phương họ phát phiếu thì mình mới biết là họ chọn đúng đối tượng. Tại ở dân địa phương ta biết người nào nghèo, người nào không nghèo. Còn những người đó không phải địa phương đó mà địa phương khác đi tới, mà kéo cả đoàn, mà quý vị biết thầy cho mấy năm rồi cũng mấy người đó không, kéo tới rất là đông, thậm chí còn làm loạn nữa. Thầy phải hò hét, thầy nói bây giờ nín không, ngồi im không. Trời ơi, thầy thấy thầy cũng hung dữ, đâu có công đức gì nữa quý vị, mình cho người ta mà mạnh vậy. Trời ơi, thầy thấy thầy khổ ghê vậy, thầy tội lỗi quá đi. Thầy cũng buồn, nói thiệt á, nhưng mà họ làm loạn lên quý vị. Thầy nói bây giờ đó, những người không có phiếu đứng lên, họ chiếm giành hết ghế họ ngồi, không chịu đứng lên. Thầy nói đứng lên không, đứng lên thì được một thùng mì, còn không đứng lên là không được một thùng mì đứng hết. Cuối cùng phải tốn 50 thùng mì, quý vị coi đi. Rồi đứng qua bên đây, thầy cũng phải sắp ghế. Bên đây là ghế đỏ, là những người không có phiếu. Ghế xanh, bắt đầu phải đem ghế ra sắp cho họ ngồi. Thầy phải mời họ ngồi, thầy phải ngồi trật tự, phải ngồi đàng hoàng. Đó, thầy đếm qua cái 30-40 người. Vậy mà 60 thùng mì cho không đủ. Thầy phải đi bọt ra ngoài sau, thầy đi vòng, thầy đi tìm hiểu mà. Đó là thấy con sinh, mẹ sinh, cháu ngoại sinh, ba người đi trên chiếc xe chở 3 thùng mì, trời nó đứt từng đoạn ruột. Thầy, bởi thầy nói quý vị cho là cho nó đứt luôn, đừng có đi tìm hiểu, đừng có đi quan sát, đừng có đi bọc cửa sau, đi ngó chi nó mệt quá. Khó lắm quý vị, mà nói lý thuyết thôi, thực sự nó khó lắm. Họ làm rộn ràng, mình cũng khó chịu bực mình, rồi họ lừa mình, có cái thầy phát hiện ra. Chưa đâu, dẫn thêm một đám con nít thì phải tốn thêm một số tiền nữa để cho mấy đứa nít và lấy tiền mới ra nữa. Dụ nó ra ngoài trước kia lì xì. Đó, thầy nhìn có 2 mấy đứa không mà cọc tiền 100 tờ cho không đủ.
tùm lum tùm la. Cho nên lòng tin của mình bây giờ làm sao? Nó xói mòn từ chính cái cuộc sống con người ta tham, người ta gian quá. Người ta làm cho mình cảm thấy mình mệt mỏi, mình khó chịu. Đó, mình biết là mình cho cũng là mình nhận, mà họ không có để cho mình yên để mình cho. Họ khỏe mạnh, họ lấn luôn những cái người mà nghèo, những người bệnh để tới cho, xin mà có phiếu đó, họ lấn luôn. Cho nên thầy cảm thấy thầy bực bội. Mà bây giờ mình bực bội thì còn cái gì công đức nữa? Vậy mà bực bội nó cũng còn. Bây giờ thầy kể quý vị nghe, thật sự là thầy kiềm chế cảm xúc lắm. Thầy quát đó, thầy quát thầy tháo đó. Con cái ông mà tới chùa thầy mà quý vị thấy mập thật mập đô con, mỗi lần thầy tiếp khách là để vô thầy cho con 10 kg gạo. Trời ơi, ổng thuộc lòng cái bài đó. Mỗi lần thầy tiếp khách là y như rằng ổng xuất hiện 10 kg gạo. Thầy nói sao mới xin gạo quá, nó đâu có mấy tháng rồi. Chẳng lẽ có khách người ta thầy đi đôi con với cái ông đi xin gạo, chịu đợi có nổi không? Toàn là đưa thầy vô trong cái ngõ hẹp không, toàn là đưa thầy vô trong những cái hoàn cảnh mà bất khả kháng không. Thầy nói được rồi, ngồi đó đi, lát tôi cho ông 10 kg gạo mà thầy tức gì đâu là tức. Xong rồi, có khi thầy quên, có khi thầy tiếp khách xong thầy quên cái ông ngồi đó, thầy chưa có nói với mấy chú, cái mấy chú đâu có dám cho. Ổng phải đi kiếm cho được thầy. Ổng nói thầy hứa cho rồi mà mấy chú không có đưa, bây giờ thầy phải nói cho mấy chú đưa. Thầy nói hết gạo rồi, 5 kg đi. Bình thường thầy nói thì ổng giả điếc không nghe. Tới khi thầy nói hết gạo 5 kg, nó mới nãy thầy nói 10 kg mà nghe hết. Cái ông mập mập ở chùa mình đó, con nhớ không? Ổng giả điếc. Tức không quý vị? Xong rồi cho ổng 10 kg. Thầy cứ như thế điệp khúc 5 phút một người, 5 phút xuất hiện một người, từ sáng tới chiều ăn xong xúc gạo cho thôi. Thầy đã gom hết vô để cho một lần, mệt quá. Cỡ khoảng 30-40 người nữa một ngày đó, cứ đi lắc nhắc 5 phút người, 5 phút người, 5 phút người. Mà mỗi lần thầy cho thầy nó không có được kêu ai nữa nghe không? Dạ con không có kêu ai hết chứ. Nhưng mà trời ơi, ăn xin nó có điện thoại di động quý vị biết không? Nó ra nó nhắn tin, nó nhắn tin cho dòng họ cho bà con nó đi vô. Thầy bắt gặp mà trời tức quá là tức đi. Bây giờ Phật cũng thông cảm, con chưa có đạt được ba la mật. Cho nên quý vị thấy giữa lý thuyết và thực tế nó cách nhau một cái khoảng rất là xa. Nó cách nhau khoảng xa lắm, cho nên thầy rất là thông cảm với lại quý vị. Khi mà niềm tin mình xói mòn, thầy thông cảm lắm. Đó. Cho nên bây giờ tuổi trẻ mình cứ cống hiến được gì thì cứ cống hiến đi con. Máu mình cứ cho, đó chỉ là hết máu thôi. Đó. Muốn làm nên nghiệp lớn, chúng ta phải có niềm tin và chúng ta phải có sự cống hiến. Đừng đặt điều kiện gì, dù cho ai đó chê chúng ta là ngu, là dại, là cờ, thôi kệ họ, thì mình cũng cứ dại, giả ngu, giả khờ vậy đi. Mặc dù mình biết tất cả, mình không có thời gian nhiều để mà mình bào chữa, để mà mình biện luận hay là để mình đấu tranh gì, nó không có nhiều thời gian, thôi cho là cho. Cái giá trị lớn nhất của mỗi cá nhân của chúng ta, của mỗi một tập thể, nó từ gia đình cho tới xã hội, cho tới một dân tộc, một quốc gia nào, thầy nghĩ chính là ở chỗ lòng tin. Một công ty thôi, không có niềm tin quý vị thấy công ty sụp đổ liền. Gia đình của mình không có niềm tin cũng sụp đổ, và thậm chí về xã hội, về đất nước này lớn hơn. Một thể chế nào không có niềm tin chắc chắn nó sẽ sụp đổ. Chúng ta hãy cứ sống, sống với lại cái niềm tin của mình, thì mình sẽ cảm thấy cuộc đời này có nhiều cái rất đẹp mở ra để chào đón chúng ta. Cho nên ở trong kinh, thưa quý vị, niềm tin là điều rất là quan trọng đối với lại người tu tịnh độ, đứng đầu đó, tín hạnh nguyện. Tức là niềm tin là đầu tiên nhất, chúng ta phải tin vào Đức Phật A Di Đà, tin vào pháp môn tu này, rồi bắt đầu chúng ta mới thực hành có thời gian chúng ta được an lạc rồi chúng ta mới phát nguyện nó rộng lớn hơn để làm lợi ích cho người khác. Trong ngũ căn ngũ lực của 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 phần tu tập để đạt tới thánh quả đó, trong đó niềm tin cũng đứng đầu, tín tấn niệm định huệ. Có niềm tin rồi chúng ta mới tin tấn, mới tiến tới được, và chúng ta mới có thời gian để mà chúng ta sống với lại cái khuôn phép của mình, đó là giới, là niệm, rồi từ đó mới phát sinh được định và trí tuệ của mình. Nếu không có niềm tin, bạn sẽ sụp đổ hết tất cả, và chúng ta sẽ rất khó mà có thể thành công trong cái cuộc sống của mình, thưa quý vị. Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Chúng ta chẳng thể làm được điều gì nếu thiếu đi hy vọng và niềm tin. Có nhiều người cứ nói thôi không hy vọng nữa. Thà là thắp lên một ánh sáng le lói trong đêm tối còn hơn là ngồi đó nguyền rủa bóng tối.
Phải không? Chúng ta cứ thắp lên một cái ánh đèn đó đi, biết đâu nó sẽ có thể đủ để soi đường chúng ta đi, và ai đó sẽ nhìn thấy mình tiếp đèn, tiếp lửa với mình nữa. Chúng ta phải có niềm tin và hy vọng. Nếu không có niềm tin và hy vọng, chúng ta chẳng làm được gì. Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu chúng ta, nhưng chúng ta đừng đánh mất niềm tin. Đánh mất niềm tin, chúng ta sẽ không bao giờ đủ sức gượng đứng lên sau khi gục ngã. Không có niềm tin sao không làm được gì đâu quý vị. Đó. Có nhiều người bảo rằng tình yêu là sự sống, cho nên khi mất tình yêu rồi cái chết luôn. Không còn tin thế ai nữa. Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Phải không? Vì người ta cứ phụ tôi hoài. Phải không quý vị? Trời, nó gật đầu nữa. Con bị phụ hay là con phụ người ta? Con bị phụ hả? Trời thật là đáng tiếc. Ây da, đau lòng quá đi à. Đó giống như cái em này đó. Bây giờ kêu nó có niềm tin với người khác. Tin 50% đâu phải không con? Bây giờ kêu nó tin hết sao tin được? Người ta phụ nó mà, người ta phụ nó 3 lần luôn mà. Phải không con? Có mỗi một lần à? Trời, thầy thêm 2 lần nữa. Phụ một lần là cái như là mình rồi sụp đổ rồi. Người ta cho rằng tình yêu là sự sống, mà mất tình yêu là coi như là mình chỉ còn sự chết, chỉ còn cái chết thôi. Nhưng mà tình yêu không có hy vọng và niềm tin thì đó là một cái chết còn đau đớn hơn nữa nha con. Dù chúng ta đã mất niềm tin trong tình yêu ở quá khứ rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm lại cuộc đời và chúng ta hiểu rằng tình yêu là sự sống mới của mình, là niềm vui mới, thì quý vị hãy suy nghĩ, chúng ta mất hy vọng và niềm tin trong tình yêu thì đó lại là một cái chết còn đau đớn hơn là chúng ta mất tình yêu. Vì khi mất cái tình yêu này, chúng ta có thể tìm lại tình yêu khác. Nhưng mà mất niềm tin và mất hy vọng, chúng ta sẽ mất tất cả. Sẽ không bao giờ tìm lại được. Không tìm được gì hết. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để mà chúng ta thiêu dệt. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin của mình trong cuộc sống. Ước mơ đó sẽ thành hiện thực, tình yêu đó sẽ đơm hoa kết trái. Phải không quý vị? Ta phụ mình thì kể người ta, nó phụ mình sẽ gặp người khác phụ lại nó. Mà đời này vay trả đó thì nó phải có thêm tiền lãi. Đó, nó phụ mình tức là nó vay. Thì bây giờ nó gặp người khác nó trả, quả báo còn hơn. Nó mày phụ tao đi con, rồi mày thấy cái cảnh. Mà nói kiểu đó ai dám yêu mình trời. Phải không? Chưa chi mình hâm he rồi. Tình yêu đâu phải là cái gì đâu mà mình chưa chi mình hâm người ta ghê quá hả? Mà đe dọa người ta. Đó. Thưa quý vị, thực ra chúng ta hay kết nối những điều xung quanh cuộc sống mình đang hướng về phía trước. Nhưng mà chúng ta quên một điều, mình chỉ có thể kết nối lại những gì ở phía sau chúng ta. Tức là những cái đã đi qua, chúng ta mới kết nối được. Ý thầy muốn nói đó là kinh nghiệm, để cách để củng cố niềm tin. Chúng ta mất niềm tin cái chúng ta bỏ, chúng ta chồm tới lấy cái khác. Cuối cùng chúng ta không được gì hết. Trong khi chúng ta chỉ cần bình tĩnh sau những lần sụp đổ đó, thì chúng ta sẽ có thể kết nối những điều khác bằng chính sự củng cố niềm tin và trải nghiệm của mình trong cuộc sống. Cái đó mới là điều quan trọng cho chúng ta đi tới thành công. Tu tập cũng vậy. Mới niệm Phật, mới ăn chay, nó gặp nhiều chướng duyên lắm. Mình ăn chay, mình đói bụng liên tục, hoặc giả là bị chồng, bị vợ phản đối, bị người thân chọc quê, vân vân. Rồi mới niệm Phật chúng ta cảm thấy loạn động trong tâm. Rồi chúng ta thất bại, chúng ta thấy thôi niệm Phật không được, thôi niệm mới khác. Đó, rồi chúng ta tu pháp môn khác. Đừng có vội bỏ. Bỏ cuộc là chúng ta sẽ rất là thất bại, thưa quý vị. Đó, phải nhìn những thứ mà chúng ta đi qua rồi, nhìn lại nó ở phía sau mình. Cho nên phải tin tưởng rằng những điểm đó rồi sẽ kết nối tương lai của mình. Mình tin vào một cái gì đó bằng lòng can đảm, hay là vận mệnh của cuộc đời của mình, hay là nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Đó. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến cho mình thất vọng, và nó tạo ra cho mình một cái sự cách biệt trong cuộc sống của mình giữa quá khứ và hiện tại. Không có niềm tin, dường như bạn là người trắng tay. Phải không? Vượt lên phía trước đòi hỏi mình có nghị lực ghê lắm, nhưng mà niềm tin không có thì nghị lực để làm gì? Làm cho vui vậy thôi.
rồi chúng ta cũng sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Đi chuyện đi đường nào chúng ta cũng nửa chừng chúng ta bỏ, làm việc gì chúng ta cũng bỏ dở hết. Đó là người thiếu niềm tin. Cho nên lạc quan sẽ là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin, và bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm của ngờ vực. Chúng ta lạc quan chúng ta sẽ có thể nuôi lớn niềm tin, còn chúng ta bi quan nó sẽ là căn hầm giữ lấy sự nghi ngờ thôi. Chúng ta bi quan là chúng ta không làm được gì, thôi tôi không có khả năng, thôi tôi không dám làm, thôi tôi không có được như vậy đâu, đời tôi nó nghèo, kiếp của tôi nó khổ lắm. Cứ nói hơi là chúng ta đâu có cơ hội để làm được cái gì. Cứ thử đi, rồi mình sẽ thấy được cái năng lực của mình. May mắn nhiều khi nó cũng mỉm cười với mình, một khi chúng ta có cuộc sống này bằng chính niềm tin và nghị lực của mình. Quý vị cứ thử đi. Giống như thầy ở đó vậy, đè cả đầu cái bụp cái giờ thành thầy thiện thuận liền. Chứ đó, trời biết mình có tu được không ta, hay là tu nửa giường chừng rồi giữa đường gãi gánh ta, hay là tu thì ít thì hú thì nhiều ta, hay là vô đây tu rồi bị mấy con ma đang già nó lôi đầu kéo cổ ta. Cứ nghĩ kiểu đó là làm sao có được ông thầy thiện thuận như ngày hôm nay, phải không quý vị? Họ nói thầy tin ghê lắm, thầy tin vào cái sự tu tập, cho nên thầy quyết định phải đi ra khỏi nhà. Nó lúc thầy đi lên đây, thầy có cho chị Mười, thầy Quốc Giang lên đây đó, chị kể lại hồi đó thầy đi tu đó, ở nhà khóc gần chết khi thầy gửi thơ về. Gửi thơ về khóc, thấy cái tấm hình thầy chụp nữa, trời ơi, ốm nhô ốm nhách rồi đội cái nón nữa, giờ nó ú rũ rồi mà có biết thầy ở đâu đâu đi kiếm, ở nhà cứ khóc hoài, mấy chị ngồi khóc hu 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 hu. Thầy nói làm gì khóc, chứ này thì tự nhiên thấy tội nghiệp vậy, thấy đi tu thấy tội nghiệp vậy, thức khuya dậy sớm rồi khổ sở này kia. Rồi tới khi sư ông dẫn thầy đi về nhà thăm lần đầu tiên khóc thêm chập nữa. Trời ơi, mới nãy chị mới kể lại cho thầy nghe đó, thấm thoát như vậy mà gần 30 năm rồi nha quý vị. Nhanh ghê, lúc thầy ra đi tuổi thanh xuân, bây giờ tóc pha xương. Tại cạo thôi, chứ để tóc cũng bạc rồi nha quý vị. Thầy nói tóc pha xương cứ cùi, ý muốn nói thầy không có tóc đó phải không? Mấy đứa con thiệt. Thiệt, thầy nhớ hồi đó thầy mạnh mẽ với sợ, đi tới chùa này nè, không bước chân vô cổng này, phía trước đó có cái quán thịt nướng ở bên kia đường. Lúc đó chưa có miếng gà đâu. Cái đường này đi xuống đây toàn là nhà tôn, nhà thiết không mà đi xuống với chợ này. Mà cái cầu này, cái chợ này nước lúc đó còn trong nha quý vị. Mấy mươi năm trước cái nước nó không có đen như vậy đâu. Ghe nó còn vô tới đây, nó chất đồ lên trên chợ Trương Minh Giảng nè. Đó. Thầy đi qua đi lại hoài, thầy suy nghĩ bây giờ có vô nên xuất gia không ta? Mình đang cha mẹ mình nuôi tới lớn, tự nhiên lớn nhờ được cái mình vô chùa tu kỳ quá vậy. Mình không lo cho ở nhà sao? Rồi tu rồi sao đây ta, chỗ này lạ quá. Nhìn xung quanh chỗ thịt nướng quán nhậu không mà ghê quá. Thầy cứ đi qua đi lại trước cổng chùa nè, đi qua đi lại hoài cũng 15 phút đó. Sau đó thầy quyết định bước vô. Bước vô, sống cũng bước, chết cũng bước, bước vô luôn. Đó, bước bước thay đổi cuộc đời. Mà không phải dễ đâu nha quý vị. Thầy đi tới Long Xuyên xong thầy xuống xe, thầy đi về lại Châu Đốc. Thầy tới Châu Đốc thầy đón xe tiếp đi lên Sài Gòn, đi tới Sài Gòn xong thầy tới bến xe miền Tây á, thầy chưa tới đây đâu, thầy đón xe thầy đi về lại Châu Đốc. Tới Long An thì tuột xuống thầy đi xe buýt vô tới bến xe Chợ Lớn. Ba lần bến xe Chợ Lớn xong đi xe ôm tới đây nè, còn chưa vô chùa nữa. Bây giờ đi qua đi lại đổi ý còn kịp nha con. Một khi bước chân vô chùa rồi đừng nói câu gì nữa hết. Cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại hoài, cuối cùng bước đại vô. Mạnh dạn bước vô, thầy nói cái chuyện nhỏ này mà còn quyết định được mai mốt đòi làm gì? Phải không? Đâu có quyết định được gì. Tu đi, tới đâu tới. Không thành Phật, thầy giỏi lắm cũng thành ông thầy. Không thành một ông thầy mà đàng hoàng ngon lành thì cũng thành một ông thầy cũng nghiêm túc. Đó, cứ tu vậy, cứ gõ mõ tụng kinh. Mình là quyết định tu mà. Tu luôn. Nhưng mà từ đây về sao không biết. 70 chưa gọi là lành mà quý vị. Hãy tin rằng cuộc đời này rất đáng sống, và niềm tin của mình rất đáng để đặt cho ai đó trong cuộc sống này, khi mà chúng ta sống cho đi không đòi lại. Khó lắm quý vị, nhưng quý vị làm được quý vị sẽ thấy an lạc. Chứ nếu không sẽ mệt mỏi lắm quý vị, rất là mệt mỏi. Quý vị thấy ở nhà có mấy đứa con mệt không? Mệt với chồng với con gần chết, vô trong sở làm gặp mấy người đồng nghiệp mệt tập 2. Chưa kể tới chùa tu tập ở đạo tràng gặp mấy bà chằng mệt tập 3. Nhưng mà không sao, cứ tới đây sám hối đi. Ở dưới đang có chè khoai cao chờ quý vị.
Thầy thấy rồi, ngon lắm, hồi nãy thầy đi ngang bếp ngon ghê luôn vậy. Trời, bóc dĩa xôi nào dĩa xôi nấy, xôi đậu xanh đó bự 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 nè, thầy nói sao đủ, bóc ít ít thôi, nói nhiều lắm đủ. Mà thầy giảng đây không có lần nào được ăn chè, mệt quá ăn không nổi. Hồi đó đó mỗi lần sám hối là sư ông nấu chè đậu, lần nào sám hối sư ông cũng nấu chè đậu, thầy cũng nấu mà thầy nấu đậu nó không chín, nó sừng sực sư ông, cho nên sư ông nó thôi để thầy nấu cho. Cho nên mỗi lần về đây xin lỗi, ngoài vấn đề đi giảng dạy cho quý vị, muốn về đây để tìm lại chút hơi tàn, chút kỷ niệm xưa của sư ông cho mỗi lần sám hối ở ngay ngôi chùa này. Thầy cứ đi sau bếp, thầy cứ nhớ tới cái hình ảnh sư ông mập khom người để nấu chè đậu mà quậy quậy, và sư ông sẽ đổ nước dừa vô nấu, nấu ngon lắm quý vị. Mà hồi đó sám hối ít lắm, không có đông, chừng 30-40 người à, sư ông nấu. Có những khi chúng ta cũng đi trên những con đường xưa, phải không quý vị? Con có không con? Con có đi trên những con đường xưa không? Không hả? Thằng này nó không có rảnh. Có những lúc thầy đi trên những con đường xưa để nhớ lại những kỷ niệm trên con đường đó mình đã từng gặp ai và người đó đã nói những câu gì mà chúng ta nhớ mãi không quên. Chính những câu nói đó làm cho mình có cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Cho nên có nhiều lúc thầy nói với cái anh tài xế chạy qua con đường đó, anh nói, tại sao chạy qua đường này sư phụ xa hơn, thầy nói cứ chạy đi. Anh đâu có hiểu là thầy đi để thầy, để gợi nhớ lại cái ký ức của mình, những cái tình cảm. Và có những khi quý vị thấy mình lật ra những tin nhắn cũ của một ai đó nhắn mà mình đọc mình cảm thấy mình hài lòng, phải không quý vị? Đây là trong sáng nha, tức là những tin nhắn hoàn toàn nó có cái ý trong sáng, người ta chia sẻ với mình đúng lúc và người ta nói những câu rất chí lý. Thầy có cái kỷ niệm đó, thầy hay, xin lỗi, thầy có cái nếp sống đó, hay lục lại những cái cũ thầy đọc, và đặc biệt có những cuốn sách mà ai đó tặng thầy mà gắn liền với một cái ký ức nào đó đẹp, thầy cũng lâu lâu cũng tìm ra cuốn sách đó, không phải để đọc, để đọc sách mà để nhớ, mình sợ nó quên. Cho nên mai mốt không biết thầy tu thầy có thành Phật không, cứ nhớ hoài ba cái mớ đó làm sao không biết. Phật biến mất rồi toàn là cái gì không à, thần thánh đi rồi chỉ có người thôi. Mà người sống để làm gì? Người sống để yêu người, để tin người và để cống hiến cho con người thêm an lạc giữa cuộc đời này. Đó gọi là niềm tin vững chắc. Chứ mình không thương họ làm sao mình tin được họ, phải không quý vị? Mình nói thương chứ thực sự là mình thương mình, chứ mình không có thương ổng đâu, không có thương bả đâu. Mình thương mình cho nên mình mới không tin. Thì tại vì mình sợ người ta phản bội mình, sợ người ta làm tổn thương mình, cho nên rốt cuộc nó tố cáo là mình thương mình, cho nên tôi tin mọi thứ cho tới khi nó bị bác bỏ. Vậy thì mình tin vào cái gì? Đó, ít nhất mình cũng tin vào những giấc mơ của mình và những cơn ác mộng của mình trong cuộc sống này. Mơ nó không thật, nhưng thật sự chúng ta vẫn đang mơ, vẫn đang có giấc mơ, ngay cả khi ngủ cũng mơ, sống cũng mơ. Và những cơn ác mộng nó là không thật, dù nó làm chúng ta kinh hoàng trong giấc ngủ, nhưng khi thức dậy chúng ta nhận ra là ác mộng nhưng nó là giả. Nhưng chúng ta có tin không? Vẫn tin. Vẫn tin đó là những cơn mơ, những cơn ác mộng, những giấc mơ của mình. Chúng ta cũng tin mà. Đó. Cho nên niềm tin rất cần thiết cho con người. Thật là thống khổ cho ai đó khi mà họ sống không có niềm tin. Thưa quý vị, tại sao thầy nói nhiều niềm tin như thế? Tại vì niềm tin nó là một sức mạnh phi thường. Nó có thể khiến cho cả thế giới này tan vụn vỡ trước mắt chúng ta. Phải không? Tin cái cô đó rồi thì ba mẹ mình nói kiểu gì cũng không nghe. Đó. Thậm chí cuốn gói đi theo cổ luôn. Tại mình tin mà. Phải không? Mình tin người đó nói thương mình thật lòng, nó yêu mình thật lòng mà. Anh hứa mà. Hứa cùng em mà. Rồi em hứa cùng anh mà. Chỉ yêu mỗi mình anh thôi anh nhé. Đó. Nhưng mà mình đâu có biết nó nói mình là cái người thứ năm, thứ sáu rồi. Niềm tin sức mạnh lớn lắm. Cho nên là Phật tử, chúng ta phải giữ niềm tin chân chánh. Cho nên đạo Phật gọi là chánh tín là rất quan trọng. Chứ chúng ta không thể tin một cách mù quáng, không phải tin một cách mà bừa bãi, mà chúng ta tin trên nền tảng của tuệ giác.
Thầy thấy cái này nó khó nói lắm. Dường như cái yếu tố tình cảm của mình nó chi phối. Đối với bản thân thầy cũng vậy. Thầy bệnh cái là rất nhiều Phật tử đem thuốc tới cho thầy uống. Xin thưa, có rất nhiều loại nó là độc tố. Mà người ta đâu có biết. Người ta đâu có biết thầy bệnh gì mà đem tới cho thầy uống. Thầy là phải test lại. Thầy phải kiểm tra lại cái thuốc đó là thuốc gì. Thậm chí thành phần nó là cái gì. Và được uống như thế nào nữa. Thầy mới uống chứ thầy không phải đưa thầy uống liền đâu. Vậy mà có những thứ của những người Phật tử mà thầy tin, bắt đầu từ những tình cảm đưa cái thầy uống liền. Thầy uống xong có bữa chết đó chứ. Biết thuốc gì phải không quý vị? Nhất là những cái thuốc mà các Phật tử chế biến từ ở nhà, nấu sẵn đem sẵn tới thầy uống. Trời ơi, có khi nó là thuốc độc mình cũng đâu có biết. Đồng ý thuốc Tây nó cũng có những cái tác dụng phụ, nhưng mà ít nhiều gì nó cũng loại ra được một số độc tố, còn hơn là thuốc thảo dược cây cỏ nguyên thủy. Nó chưa có loại ra được độc tố nhiều đâu quý vị. Thí dụ như bây giờ bị thận đi, chúng ta bị suy thận mãn đi, là chức năng thận nó đã giảm rồi, nó không thể lọc được độc tố. Thì bây giờ chúng ta phải đi lọc. Vậy mà có nhiều người nó lọc không hết, phải uống thuốc nam, uống thuốc này, thuốc kia. Trong khi uống thuốc nam thì chúng ta vô tình chúng ta đẩy thêm độc tố vào. Thận nó đã mệt rồi, chẳng khác nào chúng ta thêm cho nó một gánh nữa. Là phản, phản khoa học, phản là cái chức năng đó. Nhưng mà thực tế có nhiều người uống thuốc nam nó hết. Bây giờ mình giải thích làm sao? Phải không? Rồi bây giờ mình thấy cái anh này rồi mình xúi ảnh đi uống thuốc nam, anh đi lọc thận. Thầy là suối cả hai, vừa uống thuốc vừa đi lọc thận. Thầy không có dám suối người ta uống thuốc nam quý vị. Tại vì thầy đâu có biết nó là có phải là thần dược đâu. Thầy có biết nó là thần dược hay là độc dược. Nhiều khi ta uống vô người ta chết luôn rồi sao? Người ta có thể tin mình, một ông thầy nói người ta có thể tin và ta uống. Và có thể cái niềm tin nó sẽ làm cho họ chết đi. Cho nên thầy không có dám. Thầy không có dám quý vị. Thầy nói cứ đi lọc thận đi thầy. Tại thầy biết lọc thận nó sẽ thải độc được, cho cái thận nó khỏe hơn, nó nhẹ hơn. Thì đó là nguyên lý thôi đó. Và nếu có điều kiện thì cứ đi ghép thận càng tốt. Cuộc sống này nó có nhiều thứ mà chúng ta phải đánh đổi cuộc đời của mình. Khi mà niềm tin của chúng ta lại chìm xuống bởi sức mạnh của tình cảm, dường như bằng tình cảm cái sợi dây đó nó mạnh hơn quý vị. Nó có thể làm cho chúng ta làm được đủ thứ hết. Quý vị thấy niềm tin nó ra mạnh, tình cảm nó còn mạnh hơn, nó có thể khống chế được. Mình tin một người đó rồi, có thể mình có thể làm được tất cả những điều này, điều kia, điều nọ. Cho dù là thương luân bại lý chúng ta cũng tham gia. Chính vì lẽ đó, thầy muốn các Phật tử phải khởi niềm tin chân chánh. Như đi học đạo cũng vậy. Không phải nghe bạn bè rủ rồi cái đi tới chùa vui lắm. Lỡ vô gặp cái ông thầy, cái bà cô đó không chào mình, hoặc giả là không lịch sự nói chuyện với mình, không ngọt ngào, cái mình buồn, cái mình không đi chùa nó dội ngược rồi. Phải không? Đó. Phải có một niềm tin chân chánh đi chùa cho mình, đi tới tham gia đạo tràng tu tập cho mình. Đương nhiên mình cũng phải coi giò, coi cẳng, coi dãy rồi ông thầy đó có dễ thương không? Đó. Sư cô đó có hiền lành không? Bây giờ kêu quý vị không chọn là không được rồi. Phải không quý vị? Thí dụ như thầy Thiện Thuận không giảng, quý vị có tới đây đông như vậy không? Thấy không? Lời thật thà dễ thương. Cho quý vị tràn vỗ tay đi. Quý vị nói thật đó. Cho nên cái này mình không có trách được. Nó ngoài cái nhân duyên ra, nó còn có cái niềm tin và tình cảm nữa. Chứ không phải niềm tin quyết định, phải không quý vị? Nó còn cái tình cảm là thầy, quý vị có thể cảm nhận được cái tấm lòng của thầy qua các băng giảng. Chưa chắc thầy giảng hay, nhưng mà những điều đó mình có thể mình nghe được. Dù mình chưa thực tập được, nhưng mình cảm nhận được cái chân tình. Thầy này nói mình nghe được. Đó, cho nên mình có thể nghe được lần thứ hai, lần thứ ba. Chúng ta không có niềm tin chân chánh là chúng ta phải chọn lựa thôi. Làm sao không chọn lựa được quý vị? Cho nên là có nhiều Phật tử phân biệt thầy, nhiều khi thầy cũng rầy quan. Mấy người nói sư phụ à, thật sự tụi con không chọn lựa, tụi con đâu có tới gặp sư phụ. Sát bên nhà con cũng có chùa mà. Nhiều Phật tử tới nói mà thầy thấy thương, sao đâu là thương. Chứng tỏ là thầy nợ ân tình của Phật tử quá nhiều. Người ta thương mình, người ta quý mình cũng từ nhân duyên. Rồi nhân duyên đó nó có thêm cái tình cảm. Chứ đâu có đơn giản là niềm tin không. Phải không quý vị? Nhưng mà niềm tin phải chánh tín thì lòng nó mới bình yên được. Mình mới đi vào trong đạo một cách mạnh mẽ. Và con đường đó nó thênh thang hơn. Chứ còn chỉ có nghiêng về một chút tình cảm
thì cái niềm tin đó nó sẽ không có rộng, con đường đó nó không có rộng mở cho mình. Chánh tín nó quan trọng như vậy. Chúng ta phải hiểu đạo, rồi chúng ta học đạo nó mới chắc. Quý vị thương ông thầy của mình, thương thực chất là ổng dễ thương, nhưng bỗng dưng một ngày kia ông trở chứng ông không dễ thương nữa thì quý vị nghĩ đi chùa, phải không? Nó con đường mình dừng lại vì tình cảm. Cho nên người có niềm tin chân chánh họ sẽ đi tiếp. Học đạo đây không được, học đạo chỗ khác, phải không? Nó mình tu chỗ này không được, mình tu chỗ khác. Ông thầy ông không dễ thương nữa thì mình kiếm chỗ khác mình tu, vậy thôi, phải không quý vị? Không phải hả? Có đó. Tại vì có mấy người đi tới chùa thầy đó, giống như có cái đôi vợ chồng kia, ông chồng ông không có tin mà bà vợ rất là tin. Đi tới chùa rồi ủng hộ cũng nhiều cho cái chùa đó. Thì ông chồng ông không cản, ông nghĩ là vợ làm tốt. Nhưng mà bà vợ bà thái quá, bà tung hôn sư phụ của bà thái quá. Cái gì cũng sư phụ nói, cái gì cũng sư phụ nói, ông chồng cũng bực mình. Mai mốt bà dọn đồ bà vô chùa bà ở luôn đi. Ông chồng chứ nói vui thôi, trời ơi, vài ba bữa xì căng đan nó nổ ra tại ngôi chùa đó. Ông chồng nói đó, bà thấy chưa, bà tung hô dạng tế nữa chứ bà này, bà cúi đầu bà mắc cỡ. Bà nói ông đừng có nói vậy, miết sau có đốt nhà dột có nơi thì ông không tốt nữa, thôi chứ tôi không đi chùa. Cái không đi luôn. Là sao đó, cái mà đi tới chùa thầy cái kể ra thì ông chồng ông cũng kể. Mà bây giờ ông chồng đang tung hô dạng tế thầy. Thầy nói coi chừng nghe con, màng hai cảnh một nghe con. Khen cũng chừa một con đường để rút nghe con. Có khen thì cũng khen chính đường thôi, còn chừa một con đường để thoái binh. Chứ khen hết rồi nó bít không có đường lui á. Giống như là tác chiến vậy đó. Dù bách chiến bách thắng, dàn binh ra, nắm chắc cái thắng khi mà bố trận, thì cũng phải tính một con đường tháo quân khi bị đánh úp hay là bị mai phục. Thầy nói với anh đó, thầy nói con đừng có tung hô dạng tế sư phụ quá. Coi chừng mai mốt vỡ mộng nghe con. Vợ con đã vỡ mộng, con từng cười rồi. Con đừng để cho vợ con cười con. Không, con tin sư phụ là cái người tu tốt mà. Nói bây giờ thôi, chưa chắc đâu. Mai mốt chưa chắc tốt hơn đâu. Đó, cuộc sống này nó có nhiều thay đổi lắm. Quý vị biết, có rất là nhiều người Phật tử, họ không có hài lòng với những vấn đề mà rất lạ lùng. Tự động lên Facebook, tự động chửi lộn với nhau, rồi để tới nói với thầy. Tại vì hai người chửi lộn với nhau đều là đệ tử của thầy hết. Thầy hỏi bây giờ thầy làm gì giờ con? Cái đó thầy phải góp ý với nó chứ. Để cho nó nói gì đâu được. Thầy nói trời đất ơi, trang cá nhân của nó, thầy đâu có Facebook đâu, thầy vô đó thầy nói gì. Thầy xí xí vô thì nó nhiều chuyện rồi, nó nói thầy làm sao, nó mắng thầy làm sao. Ai nhiều chuyện thì kể đi chứ, mắc mới gì tới nói thầy. Đó mà nói với nhau. Sao mà còn phán câu thôi, con chán lắm, con giờ con nản lắm, con không có đi chùa nữa. Ngộ ghê không? Gây lộn nhau trên Facebook. Nhân nhiều chuyện thì cái lộn, nhiều chuyện đi mắc mới thì lôi ông thầy vô nhiều chuyện chung. Phải không? Dù ông thầy mình có nhiều chuyện đi chăng nữa, cũng hãy để cho ổng bình yên. Tại vì ổng biết chỗ nhiều chuyện chứ đâu mà lôi ổng vô đó tùm lum. Phải không quý vị? Thầy thực tế lắm quý vị. Nhiều chuyện biết nhiều chuyện, nhưng mà có lúc cần nhiều chuyện, có lúc không cần. Chứ đâu mà cũng lôi ông thầy mình nói lung tung lang tang cho làm rùm beng vậy. Rồi có mấy Phật tử quý mến thầy lắm quý vị, xong tới chùa cũng là mắng vốn. Thưa sư phụ, con rất là khó chịu khi mà con bắt gặp những cái hình sinh hoạt thường nhật của sư phụ ở trên mạng. Họ đem ra cho thầy coi ở trên những cái Facebook của ai đó, post lên những cái hình mà sinh hoạt đời thường ở trong chùa. Con nhìn quen sư phụ trên pháp tòa, đạo mạo, oai nghi, rồi tự nhiên cái hình sư phụ ngồi chống càm, suy tư. Tự nhiên con thấy cái đó nó trần tục quá. Trời, mình thấy nhỏ này nhiều chuyện ghê. Cái hình suy tư nó có cái đẹp của suy tư, tự nhiên nó trần tục à. Phải không? Phải không quý vị? Nhưng mà thực sự mình không trách được. Vì niềm tin của họ dành cho thầy, cái tình cảm của họ dành cho thầy, cho nên họ muốn thầy lúc nào cũng phải chói lòa. Nói chung là đẹp tàn diện. Đâu phải niềm tin không, mà nó lại là đức tin. Cái đức tin vào ông sư phụ của mình, cái niềm tin đó nó khác với niềm tin dành cho cha mẹ. Phải không quý vị? Cái đức tin đó nó khác hoàn toàn về cái niềm tin chúng ta dành cho bạn bè, cho đồng nghiệp của mình. Tại vì ông sư phụ của mình là cái người trụ cột để chúng ta nương tựa về tâm linh. Cho nên cái đức tin đó nó khác.
Do đó chúng người ta rất là muốn biết về cái đời sống bình thường của ông sư phụ, nhưng mà người ta biết để người ta noi theo, chứ không phải người ta cần soi mói những cái chuyện đó. Cho nên có rất nhiều người phản ứng, thầy mới nói giờ thầy đâu có biết làm sao, ai muốn chụp thì chụp chứ giờ thầy làm sao. Bây giờ thầy ngại lắm, thầy thấy người ta cầm máy chụp hình, ta chụp, lại thầy nói đừng có chụp nghe, nó Facebook thì có nhiều người rất là hứa, nhưng rồi hứa thật nhiều mà cũng thất hứa thật nhiều. Có nhiều người thầy nói chụp như đừng quăng lên Facebook, rồi cũng quăng ào ào, quăng liền sau đó 5 phút. Làm gì nhau? Phải không? Chẳng lẽ mình đi nói hoài, trời ông thầy ông cũng phải giữ cái tư cách của ông, chứ có đâu ông nói mà như cái vẻ rách vậy nói hoài đâu có được quý vị. Trời ơi, sao mình cũng phải giữ cái danh giá của mình chứ. Phải không? Chứ mà đi nói hoài người ta khi dễ mình. Nó mà khổ lắm. Trời ơi, phim dài nhiều tập đó. Những câu chuyện rất thực tế xung quanh cuộc sống của thầy, quý vị thấy niềm tin quý vị có đó, quý vị vẫn tin đó, nhưng mà nó chưa có cái yếu tố của cái chân chánh. Cho nên chúng ta sẽ dễ dàng vấp phải những cái chướng ngại, những cái phiền não khởi lên bởi cái tư duy cá nhân của mình. Cho nên niềm tin nó phải pha một chút lý lẽ. Nó phải có một chút lý lẽ thì cái niềm tin đó nó mới xác quyết được, nó mới xác đáng được nha quý vị. Chứ không có tin càng, tin bừa ẩu. Bữa nay nghe cô này cái cũng nhào tới, bữa mốt nghe cái cậu kia cũng chạy tới. Rồi nghe cái cổ bối này giống tượng Phật, cái chỗ kia nước nó phun lên hình cầu vồng hào quang rồi cũng ào ào tới. Mấy cái đó là khổ lắm quý vị. Cho nên khi niềm tin mù, nó sẽ giết mình. Chính vì là đó, chúng ta phải cần một chút lý lẽ, pha một chút lý lẽ trong niềm tin bằng tư duy chân chánh của một người học Phật. Chúng ta tin người đó, chúng ta thương người đó, liệu chúng ta có làm cho người đó thăng hoa trong đời sống đạo đức không, hay là chúng ta tạo thêm xì căng đan cho người đó, gây thêm áp lực cho người đó. Quý vị phải suy nghĩ. Yếu tố chân chánh trong niềm tin là một cánh cửa mở rộng cho chúng ta đi trên lối mòn an lạc. Tin không không được. Cho nên niềm tin dù là hạt giống bé nhỏ, nhưng nó sẽ tốt hơn nhiều đối với lại một trái to hạnh phúc. Vì không có niềm tin bé nhỏ này sẽ không có hạnh phúc. Mà chúng ta cứ mong hạnh phúc nó phải lớn lớn như bao nhiêu thì cho đủ. Không, chỉ cần những hạt giống bé nhỏ của niềm tin thôi sẽ đắp đổi cho chúng ta qua ngày tháng gặt hái được nhiều kết quả hoa trái của hạnh phúc. Chứ đừng có đòi hỏi kết quả hạnh phúc phải là một cái thúng, một cái nia, một cái lu gì hết. Đừng có đòi, không có đâu con. Đó. Luôn luôn bất cứ ở đâu và bất cứ ai sai lầm khi chúng ta tin vào bất cứ thứ gì mà không qua cái yếu tố tư duy chân chánh, tin mù quáng sẽ đưa mình tới cái chết. Hãy nhìn những dòng suối chảy, dù nó là những dòng suối rất nhỏ, nhưng chúng ta hãy tin ngoài kia là một đại dương mênh mông. Tin không? Tin. Tại vì sao? Những con lạch nhỏ, những con suối nhỏ, trăm nguồn, trăm sông ngàn nguồn đều xuôi về đại dương mênh mông. Cho nên chỉ cần nhìn những con lạch nhỏ, những con suối nhỏ, chúng ta tin chắc ngoài kia sẽ có một đại dương. Cũng vậy, hãy nhìn thấy được những điều tốt của họ rất nhỏ, dù là niềm tin nó nhỏ, nhưng chúng ta biết chắc rằng sẽ đưa tới những cái còn lớn hơn, vĩ đại hơn trong cuộc sống của chính chúng ta hôm nay, quý vị. Điều quan trọng không phải là chúng ta đã và sẽ sống bao nhiêu năm trong cuộc đời này, mà quan trọng đó là chúng ta sống như thế nào. Phải không quý vị? Cho nên chúng ta sống bao lâu thì nó không quan trọng, mà chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta có một cái cuộc sống tốt, có được hạnh phúc trong cuộc đời này. Mà quý vị thấy đó, chúng ta chọn cái cuộc sống đó, chúng ta không có để cho yếu tố thời gian, thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là bình yên. Chứ còn mà lấy cái yếu tố thời gian, chúng ta sẽ đánh mất nhiều cái cơ hội. Con nít nó cũng đem tới cho chúng ta nhiều cái hay lắm nha quý vị. Nó cũng đem nhiều cái hay. Thầy thấy có mấy đứa nhỏ đi tới chùa thầy đó, thầy đang làm luôn cô. Con có thể giúp được gì cho sư phụ không? Trời, thầy nghe nó nói một câu dễ thương vô cùng, dù nó mới học lớp 1. Dù nó không làm được cái gì, nó còn trộn rộn trước mặt mình. Mình đang nhổ cỏ mà nó nhào vô, bận bộ đồ sạch bóng, nó sợ nó dơ nữa. Vậy mà nó cũng xà xuống đại, con có thể giúp được gì cho sư phụ không?
Rồi quý vị biết ăn cơm, cái thầy gắp cho nó ăn, cái con nít mà nó đâu có biết nó thích ăn đũa, tại vì ở nhà mẹ nó rút quen rồi, tới chùa thầy không cho, thầy để cho nó ăn tự nhiên, nó thích lắm quý vị, nó tự ăn nó thích lắm, nó lấy đũa mà nó có gắp được đồ, nó làm đũa luôn, con đổ rồi sư phụ. Trời ơi, thầy thấy nó dễ thương vậy. Khi nó thấy nó ăn đổ và nó nhìn được nó ăn đổ và nó nhận ra được nó ăn đổ, nó gieo vào trong đầu thầy một cái bài học, phải nó rất là lớn. Trong khi mình làm ra bao nhiêu việc mà mình không nhìn nhận nha quý vị, cố tình dìm cho chìm luôn. Nó ai mà moi ra cái mình cũng kiếm chuyện mà nói với nó, kẻ tám lạng người nửa cân, bà đừng chó két tốt gì, phải không? Tôi với bà bằng nhau, xấu như nhau, dởm như nhau, tệ như nhau, phải không quý vị? Nó ăn cơm nó đổ, nó con đổ rồi sư phụ. Cho tự nhiên thầy nghe một cái câu nói nhỏ của một đứa nhỏ, nó dễ thương thật, nhưng mà nó đưa vào trong suy nghĩ của thầy một cái triết lý rất là lớn, là dám nhìn nhận. Dám nhìn nhận sự thật. Mình không dám, nhiều khi mình không dám, mình sợ cái gì đó không biết nữa. Mình sợ người ta sẽ không yêu mình nữa, phải không? Mình sợ thu nhập của mình sẽ từ từ sẽ teo lại. Nó mình sợ rằng người ta sẽ không quý mình, không thương mình, cơ hội sẽ không đến với mình. Cho nên mình cứ giấu, giấu tùm lum tùm la hết. Giống như cái chị đó, chị tới chùa, chị xin thầy gửi chị đi tới một cái chùa khác tu. Thầy hỏi lý do vì sao. Chị nói chồng chị trả thù chị rất tàn nhẫn. Thầy nói chồng con là người bạo lực hả? Nó dạ không. Tại vì con gạt chồng con trước khi con đến với chồng con, và khi đến rồi con vẫn còn gạt. Chồng con biết tất cả, nhưng mà sau đó tình yêu ảnh không dành cho con. Dù ảnh lo lắng cho con không thiếu một thứ gì, nhưng con cảm nhận được ảnh rất khinh thường con. Ảnh rất khinh thường con. Khi biết hết tất cả những sự thật mà con gian dối ảnh, dù ảnh làm đúng nhiệm vụ của một người chồng, trách nhiệm của người chồng trong gia đình, giờ ảnh khinh thường con cảm nhận được điều đó. Kể cái gì nói con, nó thế à, vậy à, không bàn không luận thêm gì hết. Vẫn đi làm đàng hoàng, nghiêm túc như vậy, tiền bao nhiêu đưa cho con, cuộc sống của con không thiếu gì hết. Nhưng con đang cảm nhận rằng đây là một cái sự trả thù. Cho nên thôi, con nhìn nhận cái lỗi của con. Cuối cùng con nhìn nhận với ảnh, con xin xuất gia. Lúc đó ảnh cũng nói thế à, bây giờ thầy gửi cho con đi tới chùa khác con xuất gia. Thầy hỏi con có chánh tín xuất gia không? Có yêu cái con đường tu tập không? Có thích cái nếp sống của những nữ tu không? Của các ni cô không? Không phải dễ đâu, không phải đơn giản đâu. Chứ đừng có giận chồng rồi vô chùa tu rồi mai mốt ra, rồi hết giận chồng cái con xin tỳ Phật con đi về con thăm ông xã. Vụ án nó kỳ lắm, không có được đâu. Nói tới nói lui rồi thôi, để cho con suy nghĩ thêm tháng nữa. Đó, quý vị thấy, thật ra cái cuộc sống này, quý vị thấy đó, có những thứ làm cho chúng ta mệt mỏi. Nhưng mà những thứ mệt mỏi đó, nó giúp cho chúng ta có thêm tri thức. Đi bộ cũng sẽ mỏi chân, ngồi lâu cũng sẽ mỏi lưng, nói nhiều cũng sẽ mỏi cẳng, dấp nhiều nó cũng phải đau, phải không quý vị? Hãy cứ đứng lên mà sống. Nghe thầy nói nhiều cũng bất mệt, phải không? Nhưng mà sống như thế nào? Nó sống như chính mình. Sống như chính mình có nghĩa rằng chúng ta sống bằng cái chân thật tâm của mình khi chúng ta đối xử với người khác. Bằng chính mình, đừng là một bản sao của ai khác. Đừng có bài đặt màu mè, rồi làm giọng khách sáo, rồi phải nghệ thuật thế này thế kia, mình bắt chước học đòi, mà mình đánh mất đi chính mình. Thì như thế có nghĩa rằng chúng ta đã đánh mất thế giới trong người của mình. Mình biến mình thành một con người khác rồi, mình đâu còn thành tựu gì nữa đâu. Mà tình cảm và niềm tin chân thật ở trong lòng của mình, đó là điều gây dựng nên cuộc sống của mình. Thời gian của chúng ta có hạn, chúng ta đừng lãng phí cuộc đời của mình khi chúng ta bắt chước điều này điều kia của người khác trong cái cuộc sống mà niềm tin nó bị xói mòn. Khi chúng ta có niềm tin chính xác rồi, đã xác quyết rồi, chúng ta bắt chước theo họ, chúng ta học theo họ, chúng ta tập theo họ. Còn chưa có niềm tin chúng ta bắt chước, xin thưa chẳng có gì hết. Nói quý vị thấy có mấy đứa nhỏ thấy không, bỗng dưng nó đi chơi với bạn bè thời gian, cái đầu cái tóc tai của nó giống y như đứa bạn đó, áo quần nó cũng giống đứa bạn đó, cái nón nó cũng giống đứa bạn đó, thậm chí nó về nó cắn móng tay cũng giống đứa bạn đó. Bạn nó cắn móng tay, nó về nó cắn móng tay, nó không giỏi. Tới nó có mấy đứa vô chùa thầy đó, nó cắn móng tay không à, thầy hỏi sao không cắt,
Nó nói con cắn quen, thầy hỏi bắt đầu từ đâu. Nó nói lúc trước con không có cắn, thấy bạn con cắn riết quen cái con cắn theo. Thầy nói mày không giỏi mày cắn móng chân đi. Cắn đâu được, kéo lên đâu có được. Mà nó tới chùa thầy mà trời mắc cười lắm quý vị. Xong cái bữa nó về đó, thì ba mẹ nó tới đón. Tới chùa thầy ở mấy tháng mà, 2 tháng mà hè mà. Bữa đó ba mẹ tới đón, có thêm cô bạn gái tới đón nữa. Trời ơi, cố gắng lắm, con ở chùa sư phụ không điện thoại nha, không gì hết. Bữa nay có bạn gái tới, trời giữ e dè lắm. Còn cái cô bạn của nó thì nhí nhảnh, chưa từng có tóc cuộc cho 3-4 chùm. Trái này trái gì? Cái trái thanh long mà nó hỏi thầy trái này trái gì? Thầy lại nghĩ là nó ở Nga, nó mới tới, nó ở châu Phi gì, nó mới qua không à. Thầy tưởng Việt Kiều không à, trời té ra cho lon, chợ lớn. Trái này trái gì trời, mà nó chỉ vậy, thầy nói trái thanh long. Thầy tưởng như tôi trái thanh long mà nó cắt kiểu nó điệp vậy. Cái thầy hỏi, rồi cái trái kế bên có biết không? Hình như là trái măng cột. Thầy hỏi biết ăn cái trái này không? Dạ không biết. Tức là họ chỉ trái măng cột nó ăn, nó không biết. Điệu hả? Thầy hỏi cái trái thanh long này biết ăn không? Dạ không biết. Thầy nói trái này ăn nhả hột đó con. Thanh long mà ăn nhả hột cho mày lòi bản hồng, phải không quý vị? Mà cần gì phải làm cái chuyện đó? Thầy nhìn thầy mệt gì đâu là thầy mệt. Mà quý vị biết thầy kiên nhẫn lắm nha. Thầy nói thầy phải dạy cái con nhỏ này, cái kiểu này là nó sẽ khổ. Nó có giàu cách mấy thì nó cũng là giàu của cha của mẹ, chứ nó có đồng xu các bạc nào, phải không quý vị? Cha mẹ nó để tiền lại chắc gì nó xài được, nó xài thời gian thôi nó cũng tiêu à. Tiền của nó làm ra nó mới xài không hết. Cho nên thầy nghĩ thầy phải dạy nhỏ này. Thầy mới nói trái này trái thanh long đó con. Con không biết ăn trái này hả? Trái này là ăn nhả hột đó. Nó nói ôi vậy hả? Hột nhiều lắm mà sao nhả được. Thầy nói ủa mày biết mà. Thấy không? Nó lòi cái đuôi ra. Nhưng mà có khi mình phải kiên nhẫn. Mình có kiên nhẫn mình mới có thể là đồng hành với nó. Mình mới có thể giáo dục nó được. Chứ còn mình mà nạt nó liền là đâu có được. Thầy tức lắm quý vị. Mà điệu điệu là thầy bực rồi. Thầy bực cái thằng quỷ kia nhiều hơn. Ở chùa tốt lành ngon lành vậy, tự nhiên có cái đứa bạn chẳng ra gì hết á, tới cà dẹo vậy. Không mặc đồ lam nữa nha quý vị. Mặc đồ ngắn nữa, mặc quần xà lỏn nữa. Là thầy là chướng con mắt lắm rồi. Thầy kêu nó đi vô lấy cái quần đưa cho nhỏ nó bận vô. Thầy kêu cái thằng đó, thầy kêu nó lấy cái quần cho nó bận đi. Nó nói cái quần con sao nó bận được. Thầy nó cứ đưa đi, nó cột dây thun lại. Thầy nhiều khi thầy cũng áp đặt nhiều cái. Chùa thầy mấy chú trẻ trẻ không à, trời tự nhiên có con nhỏ 17 tuổi mà bận cái quần xà lỏn đi lạng qua lạng lại. Ai tu hành vậy được, phải không quý vị? Mấy chú đệ tử thầy nhỏ không, 17, 18 tuổi à. Nó thấy lạ nó nhìn thôi, chứ chưa nói tới chuyện khác, chỉ nhìn thôi quý vị. Cái này khách quan thôi, thầy đã đi qua tuổi đó thầy biết. Cho nên là thầy nói mày lấy cái quần cho nó bận nhanh lên. Nói quần con sao nó bận được sư phụ? Thầy nói đưa lấy đi cho nó gọng dây thun nó túm lại. Thầy la nó làm nó cũng quýnh lên, nó lấy cọng dây thun cho nhỏ đó túm. Thầy nó lấy thêm 2 cọng nó cột ống quần lại. Tức là vừa cột ở trên lưng quần vừa cột ống quần nữa. Vậy mà con nhỏ nó cũng mặc. Đi tới chết đi chết gì thầy ứa gan gì đâu. Té ra bà biết trái thanh long mà bà nói bà không biết. Chịu đời có nổi không? Thầy nó ăn nhả hộp. Chứ nói trái này nhiều hộp sao nhả được thầy. Bà biết mà bà nó không biết. Thầy nói con à, có điệu cũng điệu một chút thôi. Điệu để thêm duyên thêm dáng, chứ đừng điệu để cho người ta chán, người ta nhàm mình con à. Cái đó hay lắm nha quý vị. Thầy phải nghĩ nó là con thầy, là cháu thầy mới dạy được, chứ thầy bực mình lắm. Thầy nói phe nữ, phái nữ đó, thầy lúc nào cũng có thể làm duyên. Để làm gì? Để gây sự chú ý, để thu hút ánh nhìn của đấng mài râu của phe kia, phải không? Nhưng mà con phải biết cách làm duyên làm dáng để cho người ta thương, người ta mến, chứ đừng làm duyên làm dáng mà người ta chán, người ta nhàm. Trời ơi, cái mặt như chú chiên mà đặt làm duyên làm dáng. Cái mặt như bánh tráng mà đặt làm dáng làm duyên. Cứ như vậy mình hát hoài chú chiên với bánh tráng từ sáng tới chiều chưa xong. Thầy nói với nó, thầy cũng nói nửa đùa, nửa thật, để cởi mở ra nó mới nghe. Thầy nói, con à, thực sự á, con làm duyên làm dáng cái kiểu đó sẽ có rất nhiều bạn, nhưng bạn của con toàn là mấy cái thằng hời hợt không,
không có người nào sâu sắc đâu. Và những người bạn đó vội đến và cũng vội đi trong cuộc đời của con, giống như những cơn gió thôi. Con sẽ dừng lại ở bến nào? Lớn rồi, cần phải có bạn đời thì phải tập duyên dáng cho nó có nết na của mình, nết của người phụ nữ. Chứ duyên dáng kiểu con thực ra cũng chỉ làm đồ chơi của người khác thôi. Đó, người ta lợi dụng con thôi, con sẽ không có hạnh phúc đích thực đâu con. Bớt điệu lại. Đó. Con hứa con sẽ bớt điệu lại. Đó. Thầy nói hứa chừng nào thay đổi, nó con đổi liền, con thay đổi liền. Vậy mà nó thay đổi á quý vị. Thời gian sau ra chùa ta thấy hết điệu rồi. Ăn mặc giản dị. Đó. Mà thầy tin nó. Thì mấy người kia nó không có tin mấy đứa trẻ giờ đâu. Nó làm bộ nó giả nai giả khờ vậy đó. Chứ nó ra đường cho nó lanh bà cố luôn. Thầy nó cài nó, cái chuyện nó chuyện ngoài đường. Nhưng mà tới chùa thầy mà nó dịu dàng, mà nó kín đáo, mà tóc nó không có ba bốn màu là thầy thấy được rồi. 8 điểm. 8/20. Chứ không phải 8/10 đâu con, đừng có ham. Cho nên quý vị thấy không, có một định mệnh khiến chúng ta thành bạn bè, thành anh em. Không ai đi đường một mình. Tất cả những gì chúng ta gửi vào cuộc đời này hay là cuộc đời người khác, rồi thật sự khổ đau hay niềm vui cũng quay trở lại với cuộc đời của chính mình mà thôi. Nhưng nó được xây đắp trên một niềm tin trong sáng. Mình cứ nghĩ là sẽ hạnh phúc hay khổ đau thế này thế kia thế nọ, nhưng cuối cùng đời mình hay đời người khác chúng ta gửi gắm cũng sẽ quay lại cuộc đời mình. Và nó bắt đầu từ niềm tin. Niềm tin trong sáng, đó là chánh tín đó quý vị. Trong khi chúng ta kết bạn hay là này kia cái nọ cũng vậy thôi. Đó. Mình thật sự mình yêu thích, hoặc là tiền bạc, hoặc là cảnh ngoại cảnh hay là những thứ gì đó, thì chúng ta thấy là chúng ta mơ. Và nó có nhiều cái để mở ra, nhưng nó mở ra trong cái ước mơ của mình thôi. Nó không là hiện thực đâu. Khi mà chúng ta thiếu niềm tin thì chẳng bao giờ cái ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực của mình. Cho nên hãy cảm thấy mình hữu ích trong cái cuộc sống này, và không bao giờ đặt mình vào những cái trò chơi lãng phí cuộc đời này, thì quý vị sẽ thấy được cái niềm tin của mình nó đóng một cái vai trò quan trọng trong cuộc sống như thế nào. Thầy từng bị gạt, từng bị lừa nhiều thứ lắm quý vị. Có nhiều người nó thương thầy, nó tốt với thầy, nó quý với thầy, ủng hộ thầy, nhưng thực ra sau lưng là họ toàn là làm cho thầy thê thảm, làm cho thầy khổ sở vô cùng luôn, mà không biết họ thương thầy kiểu gì, họ quý thầy kiểu gì. Nhưng mà thầy nghĩ thôi thì cũng là duyên nghiệp trong cuộc sống này. Tại vì họ không nghĩ là họ sẽ hại mình, họ tốt cho mình, họ không nghĩ ra cái hậu quả đó. Cho nên cuộc sống này nó có muôn màu muôn vẻ mà. Thí dụ như thầy tặng cho họ một sâu chuỗi thì đơn giản là họ khoe cái đó với bạn bè thôi, là sư phụ tặng cho tao sâu chuỗi nè. Đó. Thì cái người đồng cảm với cái người đó thì họ cảm thấy tốt, đâu có sao, được sư phụ tặng sâu chuỗi. Nhưng cái người có cái tâm ganh tị là khác. Mẹ này nhiều chuyện, sư phụ cho con sâu chuỗi bị đặt khoe, xin lỗi sư phụ cho tao còn hơn mày nữa kìa. Đó, rồi thế là tăng thêm cái khác lên. Đó, sư phụ cho tao nè, sâu chuỗi của mày nghĩa lý gì? Phải nhiều chuyện không? Ông sư phụ chết chắc. Chết chắc luôn. Mà có biết chắc cái đó phải ông sư phụ mình cho không? Chắc không? Chưa chắc đâu quý vị. Trời ơi, có nhiều người đem tới thầy nhìn thầy nói trời cái này không biết á, cái này không biết nữa. Thầy già thì già thiệt, có quên đầu quên đuôi thiệt, nhưng mà thầy nhớ là cái này không phải. Lộn xộn lu bu vậy để làm gì? Cho nên cái cuộc sống này nó có nhiều mặt. Người thương nhìn chúng ta sẽ dễ thông cảm. Người mà ganh tị chúng ta, ghét chúng ta, kiểu gì chúng ta cũng khó chịu. Cũng khó chịu với mình. Đó, thầy từng kể quý vị nghe, có hai ông thầy trò nọ đi cúng. Ông đạo sĩ đi với tiểu đồng đệ tử, đi tới cái nhà đó làm pháp sự. Xong ra về thì gia chủ để cho ba cái bánh ú, ba cái bánh ít chứ, để cho ông học trò. Cái ông sư phụ đưa cho ông học trò cất. Thì ông học trò ông tưởng đó là sư phụ cho nên ông quất luôn ba cái. Ông sư phụ đói bụng trời, trước mặt nhà người ta, cho nên là giữ danh giá không. Tôi không ăn, tôi không đói, trời, tôi cao mà đâu cần đói đâu, uống ly nước no rồi. Nhưng mà đói bụng gần chết, đường đi lại xa nữa, mà ba cái bánh thằng quỷ này nó ăn rồi. Cho nên là ông đệ tử ông hỏi cái gì ông sư phụ cũng không trả lời. Cái ông đệ tử ông mới vượt lên, ông đi ngang với ông sư phụ. Cái ông sư phụ qua, mày bạn tao không, mày đi ngang tao. Cái ông đệ tử mới vượt lên trước. Cái ông sư phụ mới nói, mày là thầy tao hả, mày đi trước mặt tao. Cái ông học trò không thấy gì, ông đi lùi ra phía sau. Tao là tội phạm hả, mày đi rình tao.
Cái ông đệ tử nói bây giờ rốt cuộc là con đi như thế nào để vừa lòng thầy? Ông nói mày đi kiểu nào cũng được, miễn sao có ba cái bánh ít trả lại cho tao. Quý vị thấy không? Một khi đã ghét rồi thì cái gì nó cũng ghét, đi trước đi ngang đi sau cũng cũng không không vừa lòng hết á. Còn thương rồi thì cái gì cũng được, quý vị thấy không? Khi thương thì cái ấu, trái ấu cũng tròn, khi ghét thì trái bồ hòn nó cũng méo. Đó, tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của mình, tốt đẹp lẫn khó khăn, điều cần thiết để giúp bạn trở thành một con người hôm nay, điều đó rất quan trọng, chính là niềm tin thương quý vị. Bây giờ mình biết ai thương mình, ai ghét mình không? Biết không quý vị? Sao không biết? Biết không? Biết. Quý vị nó không biết là thầy không có tin. Tại vì thầy còn biết ai thương thầy, ai ghét thầy nè. Có nhiều người còn làm bộ thương thầy nữa kìa. Nhưng mà thầy cũng tỉnh bơ kể. Thà là cứ gian dối như thế đi, còn hơn là sự thật phũ phàng. Chúng ta biết hết á. Chúng ta biết ai thương mình, ai ghét mình hết. Ở một góc nào chúng ta biết. Và có những khi con người ta ngụy trang giỏi, chúng ta cũng không lường được. Và có khi chúng ta chân thật, chúng ta cũng không biết được là ai thương mình thật, ai ghét mình thật. Nhưng mà làm gì chúng ta có thể suy lường được, phải không? Minh thương dễ đoán, ám tiện khó lường. Nó lấy giáo, nó lấy thương, nó đâm trước mặt mình, mình biết mình đỡ được. Chứ còn mà tên mà nó bắn trong đêm, trong bóng tối tới, mình né đường nào, chỉ có chết chắc thôi, phải không quý vị? Đó. Cho nên trong cuộc sống này, chuyện ghét, chuyện thương vẫn là chuyện muôn thuở của cuộc đời quanh chúng ta. Chuyện thành, chuyện bại vẫn là chuyện xưa nay gắn liền với cuộc sống của mình. Chuyện vui, chuyện buồn cũng vẫn là chuyện mà không tách rời tâm tư của chúng ta. Thôi thì bạn cứ xếp chuyện thành, chuyện bại, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện khổ đau, chuyện hạnh phúc hay là những cái chuyện vui buồn gì đó qua một bên, và chúng ta hãy sống chính với lại con người thật của mình. Sống bằng một trái tim chân thật và một niềm tin chân chánh với con người thật của mình, thì như thế chúng ta sẽ rất có nhiều cơ hội dung hòa được cái tốt, cái xấu, cái thiện, cái ác, cái thành, cái bại trong cuộc sống này, để chúng ta có thể bình yên hơn khi đối diện với những con người mà người đó chúng ta đã biết họ từng làm đau khổ mình. Mình cứ tin như vậy mình sẽ làm được. Nếu không, cuộc sống của chúng ta sẽ bị thay thế bởi một con người khác. Và sự mong muốn của mình thay đổi con người, thay đổi cuộc đời này sẽ không bao giờ thực hiện được khi chúng ta mất đi tình cảm trong sáng và niềm tin chân chánh của mình. Cho nên lòng tin sẽ đưa bạn đến sự thanh thản, và thiếu niềm tin bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng giữa cuộc đời dâu bể này. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị.